Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 646, đối diễn. Cả một vườn người do Hoàng hậu dẫn đầu, đi vào điện. Thương Mai chú ý đến vẻ mặt của nghỉ quý Phi Vân luôn nhàn nhạt, nhạt, so với sự cuồng ngạo kiêu ngạo trước đó như một trời một vực. Vào điện chính nghị, lập tức thấy một người già mặc lễ phục Thái Hậu đang ngồi trên ghế Thái Sư được nghệ nhân khắc hoa, thân sắc của bà uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, son phấn dày, làm làn da có vẻ trắng nõn. Tuổi của bà, nhìn qua, cũng ngoài 50, nhưng mà nhìn kỹ lại, thì giấu chân chim bên khóe mắt, thì biết tuổi tác cũng đã ngoài 60. Tập Thái Phi thậm chí còn lớn hơn Thái Hậu ngày trước 2 tuổi, cho nên, nếu nói đúng, năm nay cũng đã là 63 rồi. Một người phụ nữ già hơn 60 tuổi, lại có thể bảo dưỡng tốt như vậy, thật sự là không đơn giản. Thương Mai đi theo mọi người quỳ xuống, dập đầu vấn an. Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì, chỉ là bưng chén trà lên chậm rãi xuống, ra vẻ tự cao. Bên dưới không nói một lời, có thể thấy mọi người cũng đều biết thủ đoạn của bà ta, thực tế Mai Phi, cơ thể mà dù chống đỡ không động, nhưng vẫn nhịn không được lạnh run. Thật lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm vang lên, tất cả đứng lên đi. Tạ Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu đưa mọi người đứng dậy. Hoàng Thái Hậu cũng không để mọi người ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua mặt mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt thương mai, rồi lại rời đi, chỉ nhàn nhạt hỏi mấy vị vương phi, chỉ mới đến một vị. Thương mai mới phát hiện, lễ thân vương phi và mấy vị vương phi của thân vương khác cũng chưa đến. Hoàng hậu khóe hiểu lòng người tiến lên giải thích, hoàng thái hậu bất giận, mấy vị vương phi lo liệu chuyện trong phủ, sợ là khá bận rộn, nhất thời đến chế cũng có. Audio điện tử võ tấn bền Thật sao, Hoàng Thái Hậu kéo dài âm cuối, Thương Mai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghe ra được ý không vui trong đó. Bà ta dùng giọng mũi nặng nề hư một tiếng, chuyện trong phủ có nhiều hơn nữa, cũng có thể qua được nội cung sao. Ai ra lo liệu chuyện trong nội dung, cũng không thỏa đáng như vậy sao. Sợ là không để lời nói của ai ra trong lòng, dù sao vào cùng vấn an, cũng chỉ là lễ tiết trên văn vở, ai xem ai ra quan trọng chứ. Trong lòng mọi người kinh hoàng, đều xin lỗi. Trận chiến này khiến Thương Mai nhìn không hiểu lắm, lão thái thái này rốt cuộc là làm thế nào khiến mọi người e ngại bà ta đây? Chẳng lẽ, hoàng thượng đúng là ủng hộ bà ta càn quấy như vậy sao? Tráng tráng nhìn không nổi nữa, thản nhiên nói, thịnh an là nói đến hiếu tâm, nghiêm lệnh đi làm cũng vô dụng, cứ thế làm hiếu tâm cứ cứng nhắc cho có, như vậy những chuyện vô ích, không khỏi làm người ta phản cảm. Hoàng thái hậu nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười, đại trưởng công chúa, ai ra biết rõ ngươi xưa nay không phục ai ra, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ những đại thần kia vào triều cũng có thể tùy ý đến muộn so với lên triều thì lại càng chê cười khi nào thì cái riêng tập cung này trở thành điện quang minh rồi tráng tráng mấy tháng trước vào cung đều không chống lại bà ta là vì cảm thấy không thú vị nhưng mà biết hôm nay thương mai chuẩn bị trò hay cho hoàng thái hậu dù sao nàng ta cũng phải xông lên trước áp chế nhuệ khí của bà ta miễn cho bà ta tự xem trọng mình hoàng thái hậu lạnh lùng nói công chúa mặc dù ngươi và ai ra ngang hàng thật sự vẫn phải gọi ai ra một tiếng hoàng tấu, trường tẩu như mẫu thân, dù thế nào đi nữa người cũng không nên ở trước mặt một đám hậu bối chống đối với ai ra. Những năm nay, tôn thái hậu nhiều lần dung túng ngươi, lễ giáo của ngươi cũng không có, ngươi đến nay cũng chưa kết hôn, chẳng lẽ không nghĩ đến là vấn đề của ngươi. Thương Mai không ngờ, màn diễn mở màn này lại không chút giảm sóc nào, trực tiếp đối diễn rồi, mặc dù trong lòng biết mình rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, nhưng vẫn nhịn không được dơ một chữ được với tráng tráng chán chán nghe vậy cũng không tức giận chỉ là châm chọc nói hoàng tẩu là hoàng thái hậu đúng đắn là mẹ đẻ của hoàng thượng ở đâu chịu được cái thứ nhảy ra giữa đường không minh bạch đi nói càn về bà ấy lại nói bốn cung không gả đi không lấy được chồng thì liên quan gì đến bà cũng không ăn nửa hạt cơm nhà bà ngược lại là bà đấy nghe nói ngày ngày xưa làm thái tử phi của hoàng huynh chỉ là sau này vì sao vào cung lăn lộn nhiều năm không được sủng ái hoàng thái hậu có nghĩ đến không đây là vấn đề của bà. Hoàng Thái Hậu âm dương quái khí cười, đúng rồi, ai ra quên mất đại trưởng công chúa là người miệng lưỡi sắc bén, quả nhiên là danh bất hư chuyên, làm người vô cùng chán ghét. Chỉ là ai ra thế nào lại không nói được tôn Thái Hậu rồi. Nếu mà nói, bà ấy còn phải gọi ai ra một tiếng tỉ tỉ, mặc dù bà ấy còn sống nhìn thấy ai ra cũng không cung kính. Nếu sớm biết bà ấy làm người trở nên không có quy cũ như vậy, ai ra nhất định sẽ nói với tiên đế, luận bà ấy tội trị cung không nghiêm giáo dưỡng không lo vuốt đuôi mà nói tráng tráng cười lạnh một tiếng hôm nay hoàng tẩu cũng mấy rồi bà mới nói mình uy phong thế nào thế nào sao không thấy bà năm đó đến trị tội của hoàng tấu và bổn cung khi đó cái diên tập cung này của bà như là lãnh cung ngoại trừ con kiến con nhện sợ là cũng không ai bước vào tốt thương mai âm thầm nói dưới đáy lòng sức chiến đầu tràn ngập một bắt đầu tốt vẻ mặt hoàng thái hậu thay đổi toàn là giận dữ, lúc đang muốn tức giận, lại nghe được bên ngoài có tiếng chuyên đến, cẩn thái phi đến, lễ thân vương phi đến, tê vương phi đến, viêm vương phi đến. Hoàng thái hậu hung dữ lườm tráng tráng một cái, vẻ mặt đoan chính, lát nữa ai ra lại nói với người. Ba vị vương phi đỡ cẩn thái phi đi vào, lại chỉ thấy bốn người tóc tai lộn xộn, dáng vẻ chật vật. Đây là có chuyện gì? Giọng nói của Hoàng Thái Hậu bén nhọn, búi tóc không ngay ngắn, như vậy có chút mặt mũi của vương phi thái phi sao trên gương mặt cẩn thái phi vẫn còn sự khiếp sợ đầu tiên là cúi người bái kiến sau đó giải thích nói bẩm hoàng thái hậu hôm nay quả thật là thất lễ rồi lúc sắp đến cửa cung lại gặp phải một chiếc xe ngựa mạnh mẽ xông đến đụng phải xe ngựa đến mức gần như lật lên may mắn lễ thân vương phi biết chút công phu bay đến cứu muội muội bằng không muội muội già khóm hôm nay sợ là không còn nữa rồi sau đó lại hỏi qua một chút mới biết xe ngựa này thì ra là của người bên cạnh Hoàng Thái Hậu xuất cung. Vì vội vàng nên mới va chạm với xe ngựa của bọn muội Hồ đồ, Hoàng Thái Hậu một chút mặt mũi cũng không cho Cẩn Thái Phi, giọng nói nghiêm khắc quát lớn, ai ra đã nói mấy lần rồi, xe ngựa dừng ở ngoài cung, đi bộ vào sẽ không xảy ra chuyện gì, trong nội cung mỗi ngày đến có nhiều chuyện phải làm như vậy, xe ngựa ra vào nối đuôi nhau không dứt các ngươi một đám thân thể quá quý không đi được sao còn phải để xe ngựa trong nội cung tránh cho mấy người sao thương mai cảm thấy đây thuần túy là làm loạn vô lý nhưng mà vẫn như trước không đổi sắc tiếp tục nhìn từng cuộc vui cần thái phi là người đức cao vọng trọng xưa này đâu chịu nổi loại uất ức này hôm nay bị quát lớn trước mặt hậu bối cơn tức này nuốt không trôi lại không dám phát ra ngày ấy thấy bà ta từng phạt trần thái phi trong lòng mọi người đều sợ cũng không phải là sợ bị phạt chỉ là sợ mất mặt Cần Thái Phi uất ức mà nói, xe ngựa nếu dừng ở ngoài cung, đi vào cũng phải tốn nửa tiếng, nô tỳ cũng là sợ làm trễ nãi giờ thỉnh an. Xe ngựa vào cung, bình thường đều là vào cửa cung, đi qua hành lang rất dài mới dừng ở ngoài điện hoa nghi. Như vậy, sau khi từ điện hoa nghi đi vào cung, mặc dù nói vẫn cách một đoạn, nhưng cũng không quá xa. Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt nói, nếu như sợ chậm trễ thời gian, không biết vào cung sớm hơn một chút sao. Nếu như thật sự có lòng, làm thế nào cũng không trễ được. chương 647, tính sổ từng người. Lễ thân vương phi không phục nói, Hoàng Thái Hậu, nếu là đám nô tỳ thì không sao, cần thái phi thân thể không tốt, nói bà ấy đi nửa canh giờ, không phải là chịu tội sao. Lúc này vào cung thỉnh an lại biến thành lấy mạng người. Lại nói, xe ngựa của Diên tập cung ở bên ngoài đâm đến, vốn là nô tài của Diên tập cung không đúng, sao có thể trách tội lên đâu cần thái phi và đám nô tỳ được. Hoàng Thái Hậu cả giận nói, người nói các ngươi vào cung thỉnh an, nhưng các ngươi đi vào có từng quỳ xuống thỉnh an sao? Vào đã là giải thích, nếu không phải là trột dạ, giả, thì giải thích cái gì? Lễ thân vương phi là loại ngươi nhìn ta không vừa mắt, ngươi đi ra hai vòng, ta đánh ngươi một trận, thật sự không phải là cao thủ làm loạn ồn ào, nghe bà ta nói như vậy, nhất thời giải thích không được, sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, chỉ biết trừng mắt. Lê thân vương đến, dường như luôn là như vậy, phàm là có vấn đề khó khăn không giải quyết được, vị vương gia này sẽ từ trên trời giáng xuống. Thật sự là định luật lễ thân vương. Bởi vì thân vương không cần vào cung thỉnh an, đây là quy phạm của mệnh phụ, về phân thân vương đương nhiên cũng có thể vào cung thỉnh an, chỉ là không có quy định. Hôm nay lễ thân vương đúng lúc có chuyện vào cung tìm hoàng thượng, đưa cẩn thái phi đến, hắn vốn là không muốn vào, nhưng mà, nếu hắn không vào, trong đầu không thoải mái, bởi vì, quy củ là thế, cũng đến rồi, người kia lại là Hoàng Thái Hậu, dù sao cũng phải đi vào thỉnh an. Nhưng mà, vừa đến cửa, đã nghe thấy đối thoại thế này, hắn lập tức nổi trận lôi đình, thật sự tôn trọng lễ nghi, gọi người chuyện lời rồi mới đi vào. Đi vào trong điện, hắn cũng quy củ vấn an, sau đó, mới đứng lên nói, Hoàng Thái Hậu, vừa rồi bổn vương ở bên ngoài nghe thấy ồn ào lớn, hôm nay Cẩn Thái Phi bị đụng vào, trong kinh hãi không quên vào thỉnh an, thân là Hoàng Thái Hậu, ngài phải làm đầu tiên là ân cần hỏi thăm thương thế và tâm trạng của bà ấy, sau đó mới nghe giải thích rồi lại truy cứu những nô tài xông đến trong riêng tập cung, nhưng ngài không phân tốt xấu, đã luận các nàng tội danh bất kính, bổn vương nhìn vào, lại thấy là đang nhầm vào người. Hoàng Thái Hậu nhíu mày, lạnh lùng nói, nghe nói lễ thân vương luôn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, mọi thứ chu đáo, tại sao hôm nay đi vào trong điện đã bắt bẻ ai ra, đây chẳng lẽ cũng là đạo nhân hiếu vậy hoàng thái hậu cũng luận xem một chút bổn vương làm chỗ nào không thỏa đáng chỗ nào thất lễ lễ thân vương khí thế hùng hôn nói hoàng thái hậu nhất thời nghẹn lời vừa rồi hắn ta tiến điện khấu đầu thỉnh an quả thật là không thất lễ bà ta thản nhiên nói người hiểu lễ nghỉ thì sẽ không làm mất mặt ai ra trước mặt nhiều người như vậy lễ nghi cũng không hơn được một chữ lý nếu như chỉ có lễ nghi mà không có đạo lý thì khác gì bái đường mà không động phòng thì không được xem là vợ chồng. Cái so sánh này, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng mà dường như đúng là có chuyện như vậy. Mọi người nghe lễ thân vương nói xong, trong đầu cũng cảm thấy có chút giải hận. Hoàng Thái Hậu thẹn quá hóa giận, vậy người cảm thấy, ai ra nhất định tính lỗi muộn của các nàng là không hiểu lý. Các nàng đến muộn, là có lý do, mà cũng đã nói rõ lý do, hơn nữa đến muộn cũng không phải là tội ác tài trời, sao phải dùng cái từ tội này. Ngôn từ của Hoàng Thái Hậu không thỏa đáng, không hiểu đạo thứ tha, thật sự làm bổn vương rất thất vọng. Đã có tân phi lén lút cười thâm rồi, ánh mắt sắc bén của Hoàng Thái Hậu quét qua, lập tức yên lặng. Còn có, lễ thân vương cũng không có ý định đơn giản coi như xong như vậy, lần trước có một lần nghe nói Trần Thái Quân bị phạt quỳ, bổn vương nghe xong, quả thật là giận không chịu được. Mặc dù Trần Thái Quân là mệnh phụ nhưng cũng là một thân tử đắc lực của Đại Chu ta, không có bà ấy làm sao có giang sơn vững chắc nhà họ mộ dung chúng ta trần thái quân xuất thân từ quân lữ vốn là người hào sảng lại dùng những cung quy để chèn ép bà ấy bà ấy cũng không phải người trong nội cung quy củ này bà ấy vốn cũng không cần phải theo hoàng thái hậu thì tốt rồi lão thái quân tổng cộng chỉ nói mấy câu như vậy đã thành một tội rất bất kính không để ý tuổi tác già nua của bà ấy mà phạt bà ấy ra ngoài quỳ bổn vương cũng muốn hỏi thử xem, hoàng thái hậu của quốc gia nào lại đối xử với chiến tướng công thân của mình như vậy. Việc này nếu truyền vào trong tai hoàng thượng, mặc dù là hoàng tượng cũng không nói rõ, bổn vương cũng cần phải không tha cho chuyện hoang đường như vậy. Ngươi, hoàng thái hậu tức giận đến mức môi run lên, bà trừng trị trần thái quân, thứ nhất là vì tư thù ngày xưa, thứ hai là biết bà ta đức cao vọng trọng, chỉ có xử phạt bà ta mới có thể kinh sợ người bên dưới. Sau khi xử lý Trần Thái Quân, Quả thật có được đám Vương phi dưới Tân phi nghe lời một lúc, bà cũng đắc ý rất lâu. Bà vốn đã hạ quyết tâm, cho dù việc này rơi vào trong tay hoàng thượng, dù cho hoàng thượng cũng không thể bởi vì chuyện đã qua mà làm khó dễ với bà. Lại không ngờ được, hoàng thượng không đến, ngược lại cái tên nhóc này đến đây. Lễ thân vương này, chữ lễ này là lễ trong lễ nghi, cũng là trong lý có lý, bà biết người này, từ nhỏ Long thái hậu đã vô cùng coi trọng hắn ta cũng vì cần nhắc cái tính tình này của hắn ta. Trong đầu bà có mấy suy nghĩ, hôm nay vốn là cố tình đến lập uy trước mặt nhiếp chính vương phi, không ngờ tới đám người này trước kia không tìm phiền phức cho bà, hôm nay lại cùng nhau khiêu khích. Bà cũng không tiếp tục tranh luận với Lễ Thân Vương, bởi vì người này cực kỳ khó chơi. May mắn, bà ta quay đầu lại còn phải lôi ra lỗi sai của Hạ Thương Mai, cũng có thể vãn hồi chút mặt mũi. Nghĩ đến đây, bà ta hít một hơi, thản nhiên nói: vương gia đã cầu tình thay các ngươi, lần này thì thôi đi. Nói xong, bà nhìn lễ thân vương, vậy vương gia đi trước đi. Vốn lễ thân vương còn muốn nói một lúc, nhưng thật sự có chuyện quan trọng tìm hoàng thượng, nên cũng không chậm trễ, dù sao sau này còn nhiều cơ hội. Nhưng mà, phút cuối cùng vẫn nói một câu, cung nữ sau lưng hoàng thái hậu, nếu dựa theo chỗ đứng bình thường, nên một bên hai người, hôm nay một bên ba một bên hai, có vẻ vô cùng đường đột, Đại khái cũng bởi vì thế, trong lòng bổn vương mới có thể không thoải mái như vậy. Nói xong, còn kiên trì để cho người đứng bên ngoài vào đứng bên trái, như thế, là một bên ba cái, vô cùng thỏa đáng, lúc này mới bỏ qua. Nhìn thấy lễ thân vương việc nhỏ như vậy cũng chọn ra lỗi sai, ngược lại làm hoàng thái hậu không dám làm khó dễ lễ thân vương phi nữa. Ánh mắt của bà ta, cuối cùng cũng chậm rãi nhìn vào Thương Mai. Thương Mai dù có cúi thấp đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén lạnh lùng, được rồi, cuối cùng cũng đến phiên mình. Nhiếp chính Vương phi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gặp ai ra, vốn là nên có lễ ba quỷ chín lạnh, mặc dù ngươi không hiểu chuyện, bên cạnh ngươi không ai nhắc nhở sao? Công chúa cùng ngươi vào, khẳng định công chúa đã chỉ điểm cho ngươi, chỉ là ngươi không hành đại lễ với ai ra mà Tôn Thái hậu mới qua đời không lâu, tân phi trong cung đều ăn mặc mộc mạc, chỉ có ngươi lại chính trang gấm hồng, là bất hiếu, nên bị phạt Thương Mai mỉm cười, cô cũng đã chuẩn bị trước. Bẩm Hoàng Thái Hậu, trước khi thiếp thân vào cung, dù ma bên người cũng đã nhắc nhở, cần phải làm lễ quy lại, vừa rồi thiếp thân cũng giống như chư vị nương nương, đều đã làm lễ quỳ, về phân ba quỳ chín lại, bởi vì là vấn an bình thường, thiếp thân cũng không phải là con dâu mới, nếu như ba quỳ chín lại, không phải dườm già không cần thiết, mà lúc thiếp gả vào Hoàng gia, cũng đã theo lễ chế mà tổ tổng định ra, mà đại lễ với Hoàng Thái Hậu, Lời này chính là nói, bà đây vào lúc thành thân, đã ba quỷ chín lại với vị hoàng thái hậu chính thống kia rồi. Về phân bà, cái người nửa đường lên ngồi danh không chính ngôn không thuận này, còn đòi cô làm lễ ba quỷ chín lại. Ta tự mình bỏ bớt đi không được sao. chương 648, truyền lương ma ma vào điện. Tráng tráng nhìn gương mặt bị chọc giận của Hoàng Thái Hậu, nói, đúng thế, lúc thành thân, thương mai đúng là đã làm lễ với Hoàng Tẩu rồi. Như vậy, trừ phi là thọ thân của Hoàng Thái Hậu, không cần phải ba quỷ chín lại. Vẻ mặt Hoàng Thái Hậu càng thêm khó coi, được, nếu như đã hành lễ với Tôn Thái Hậu, chuyện này thì thôi, chỉ là ăn mặc của ngươi, thật sự không hợp với lễ nghi, quốc tang vừa qua, đã ăn mặc đỏ tươi như vậy, vừa bất kính lại bất hiếu. Thương Mai châm chọc trong đầu, vị Hoàng Thái Hậu này là chuyên môn tìm chuyện sao? Chưa từng gặp qua trận chiến thỉnh an như vậy. May mắn, chuẩn bị vẫn được bước này rồi. Bẩm Hoàng Thái Hậu, Thiếp thân lần đầu vào cung Thỉnh An Hoàng Thái hậu, ăn mặc mộc mạc lại là bất kính với Hoàng Thái hậu, nếu như ăn mặc những cái khác, có vẻ không đủ trang trọng, đây là lễ phục của nhiếp chính vương phi, không chịu hạn chế của đại tang, điểm ấy không cần thiếp thân nói, chắc hẳn Hoàng Thái hậu cũng biết. Hoàng Thái hậu khẽ giật mình, đó là lễ phục của nhiếp chính vương phi. Bà ta không biết lễ phục của nhiếp chính vương phi là như vậy, còn tưởng là lễ phục giống như vương phi thân vương bình thường bà không ngờ lôi ra hai chuyện đều bị thương mai bắn ngược trở lại bà suy nghĩ một lát nói nếu là lễ phục của nhiếp chính vương phi vậy cũng không có gì nữa tạ hoàng thái hậu thương cảm thương mai hạ người khuôn mặt kính cẩn hoàng thái hậu lại nói ai ra phái vào trong phủ ngươi mấy người các nàng đều là những người bên cạnh ai ra được sủng ái chuyện trong phủ các nàng đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi về phân các hạng mục công việc ai ra sẽ phái cho người một quản gia và phòng thu chi thỏa đáng tất cả làm để vương gia an tâm chuyện biên cương, không để mấy chuyện lung tung trong hậu viện làm khó. Thương mai ai một tiếng, quỳ xuống, vẻ mặt buồn bã khóc, Hoàng Thái Hậu, thiếp thân có tội. Hoàng Thái Hậu nhướng mày, lại ôm vẻ mặt uy nghiêm, người có tội tình gì. Cứ nói ra, thương mai lấy khăn tay ra, cẩn thận dặm bên khóe mắt, lão thái bà cứ cứng đi, bà đây giả vờ mềm với bà. Là thế này, thiếp thân hôm qua từ bắc mạc trở về sau khi hồi phủ người hoàng thái hậu sai phái đến bước lên bái kiến thái độ khiêm cung hữu lễ có thể thấy là được giáo dục vô cùng tốt chỉ là lúc thiếp thân cùng ngày thu dọn hành trang đưa mấy thư vương ra bắc mạc tặng đến khố phòng lại phát hiện mất mấy món trang sức lập tức lương ma ma gọi mấy người trong phủ đến hỏi lại không ai thừa nhận nếu là vật bình thường thì cũng thôi chỉ là có một vòng tay san hô hồng là lễ vật thái hoàng thái hậu ban chỉ thiếp thân thiếp thân vận lần không dám làm mất bất đắc dị đành phải hạ lệnh cho toàn phủ điều tra lúc bắt đầu điều tra lương ma ma nhiều lần gây khó dễ lúc đầu thiếp thân không biết giải quyết thế nào cuối cùng phát hiện dưới gầm giường bà ta tìm thấy đồ trang sức của thiếp thân tất cả đều ở đó không thiếu một món thiếp thân giận dữ bà ta chính là người hoàng thái hậu ban cho thiếp thân làm mấy việc gà gáy chó trộm này chẳng phải bôi nhỏ hoàng thái hậu sao nếu như không biết còn tưởng là hoàng thái hậu nhớ thương tài vật trong vương phủ cho nên nô tỳ cho người trói bà ta lại trước đưa bà ấy vào cung để hoàng thái hậu trừng phạt. Hoàng thái hậu nghe xong mắt cũng mở to, người cũng đã điều tra xong. Lương ma ma cũng không phải là người như vậy. Bẩm hoàng thái hậu, tang vật tìm ra dưới giường ba ta, về phân lương ma ma, chỉ sợ cũng là lừa đảo tín nhiệm của hoàng thái hậu. Hôm qua hôi phủ lúc mới đầu, lương ma ma và một đám ma ma nha hoàn quả thật là khiêm tốn có lễ, chỉ là sau đó thiếp thân giao nhiệm vụ, bà ta lại có hơi bất mãn ngay trước mặt thiếp thân đánh nhau với du ma bên cạnh thiếp thân. Việc này, vợ trông lễ thân vương bên cạnh cũng tận mắt nhìn thấy, nếu như Hoàng Thái Hậu không tin, có thể hỏi vương phi, lương Mama này quả thật là đáng hận. Chắc hẳn bà ta trước mặt Hoàng Thái Hậu cũng giả vờ khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoán, chỉ là đây là biểu hiện bên ngoài của bà ta, một khi được thế, lập tức dựa vào sủng mà kêu, ngang ngược càn rỡ, may mẫn thiếp thân khám phá ra gương mặt thật bà ta, mới không làm mất mặt Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhịn một bụng tức, âm trầm hỏi, kẻ ác liệt như vậy, ai ra nhất định phải thẩm vấn cho tốt, người nói đã đưa bà ta vào cung, bây giờ đâu rồi? Giải lên, bà ta liệu rằng là hạ thương mai vụ hãm, lương ma ma nhìn thấy bà ta nhất định sẽ không e ngại nữa. Thương mai nói, lên đây, dẫn cái người gian nịnh tiện phụ kia lên. Lúc cô nói bốn chữ gian nịnh tiện phụ kia, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn sang Hoàng Thái Hậu, nhưng mà ánh mắt của cô vẫn vô cùng kính cẩn, mặc dù Hoàng Thái Hậu tức giận, thật sự không thể nói được gì. Lúc này, người trong điện đều vẻ mặt khác nhau. Trên mặt Hoàng Hậu vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, bởi vì sau khi vào điện, Hoàng Thái Hậu chưa từng cho bọn họ ngồi xuống, cho bên nàng ta cũng giống như những phi tần khác, chỉ kính cẩn đứng đó. Vẻ mặt nhi quý phi có chút châm biếm, thậm chí nàng ta không nhìn thương mai cũng không nhìn Hoàng Thái Hậu, nàng ta là từng đánh lôi đài với hạ thương mai, Hoàng Thái Hậu vừa lên này cũng chỉ có mấy đường đao to búa lớn đe dọa, nếu không lấy ra bản lĩnh thật sự, cũng không thể đẩy ngã hạ thương mai được. Trước tráng ngược lại ngông nghênh ngồi xuống, lười biếng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau đó, lại đưa tay ra xem nhẫn có phù hợp với mình hay không, cảm thấy có chút không hợp thì nhíu mày. Tôn Phương Nhi như là người bùn, nếu không phải nhìn kỹ, chỉ sợ nàng ta có hô hấp không cũng không biết. Đáy mắt Mai Phi có chờ mong, nhưng mà cũng có chút hoảng sợ, nắm lấy tay của tam hoàng tử, ánh mắt cũng không dám nhìn bốn phía. Còn những phi tần khác, đều có thái độ xem cuộc vui. Một lát sai, lập tức có thị vệ đẩy lương ma ma bị trói chặt đến, chỉ thấy bà ta cả người đầy vết thương, gương mặt sưng thật to. Lương ma ma đi vào trong điện, lập tức gào khóc, hoàng thái hậu, ngài nhanh cứu nô tỳ đi, nô tỳ sắp bị người đánh chết rồi. Hoàng thái hậu giận không nhịn được, vẫn chưa lên tiếng, đã nghe thấy tráng tráng vẫn luôn rảnh rang nhàn nhạt đột nhiên biến sắc quát lớn một tiếng làm càn, hoàng thái hậu và bổn cung ở đây đều chưa hỏi đến ngươi ngươi đã hô to gọi nhỏ còn hiểu quy củ không người đâu vả miệng hoàng thái hậu giận dữ công chúa nhưng mà lời bà ta còn chưa nói hết đã thấy một thị vệ to lớn có lực đi đến liên tiếp tát vào miệng lương mama một cái tát này làm cho lương ma nghiêng đầu sang một bên hàm răng cũng bay ra một cái trong miệng lập tức có máu chảy ra hoàng thái hậu giận không nhịn được công chúa người còn nhớ đây là diên tập cung của ai ra sao tráng tráng a à lên một tiếng ngại qua bốn cung là không thể nhìn được mấy thứ không có quy củ nhất thời giận dữ cũng đã quên đây là diên tập cung mà bà ta cũng là người hoàng thái hậu phái đi đương nhiên là để hoàng thái hậu đến xử trí hoàng thái hậu tức giận tay cũng phát run nhưng mà thay vào đó là thân phận của đại trưởng công chúa cao quý mà lại nói nàng ta đánh một nô tài cũng không phải là sai lầm gì lớn, đành phải thôi. Chỉ là cơn tức này, bà ta tạm thời sẽ ghi nhớ. Bà ta nhìn Lương Mama nửa co quắp trên đất, cả giận nói, người đến, cởi trói. Ngoài điện có hai người đi vào, xong lên hành lễ với hoàng thái hậu rồi cởi trói cho Lương Mama, Lương Mama vừa rồi gào khóc bị tát một cái, sau khi cởi trói cũng không dám lỗ máng, chỉ nhỏ giọng khóc. Hoàng thái hậu thấy vết thương trên mặt bà ta tức giận nói, nhiếp chính vương phi, cái mà ngươi nói là nhân chứng vật chứng chỉ sợ là vụ oan giá họa đi. Thương Mai nói, bẩm hoàng thái hậu, kiểm tra đến tay, không động vào hình. chương 649, quả thật là bị hãm hại. Hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng. Lại không thể che hết đi lửa giận trong mắt, ngươi cho rằng là ai ra mù sao. Vết thương trên mặt bà ta không phải là tự dập đầu mà có chứ. Thương Mai lại duỗi bàn tay ra một chút, bẩm hoàng thái hậu, đây cũng không phải là bà ta tự mình dập đầu, hôm qua bà ta đánh nhau với ma ma bên cạnh thiếp thân, chuyện này đúng lúc bị lễ thân vương nhìn thấy, lễ thân vương khiển trách bà ta mắt không có chủ nhân, được sủng mà kiêu, ngang ngược càn rỡ, mới dùng hình, chấp hình cũng là do thị vệ bên cạnh lễ thân vương làm, không phải thiếp thân gây nên. Lễ thân vương phi đi đến nói, việc này thiên chân vạn xác nô tỳ này thật sự kiêu ngạo, dám đánh nhau lão ma ma hầu hạ nhiều năm trong nội cung trước mặt chủ tử, còn luôn miệng nói phụng chỉ đến, ương ngạnh như thế nếu không trừng phạt, sau này sẽ thế nào? Lúc đó không phải sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Hoàng Thái Hậu sao? Trên mặt Hoàng Thái Hậu run rẩy hung hăng liếc lễ thân Vương Phi, lễ thân Vương Phi ngước mắt lên, không chút sợ hãi. Trước bà ta trừng phạt lão thái quên, chấn nhiếp mọi người, nhưng hôm nay bị người đàn ông của mình và thương mai xé rách, cũng chỉ là hố giấy, có cái gì phải sợ. Trong đầu Hoàng Thái Hậu nghẹn một hơi, nhìn lương ma ma lê thân vương phi nói thật sao nếu có người oan uổng ngươi ngươi cũng đừng sợ ở đây có ai ra làm chủ cho ngươi lời bất công như thế khiến mọi người ở đây đều phát ra tiếng hít khí lạnh bà ta hoàn toàn không để ý chỉ là dùng ánh mắt khích lệ lương ma ma hàm giang lương ma ma mất một mảng miệng đau đến run lên nghe thấy có thể giải thích vội vàng quỳ thẳng người lên khóc nói hoàng thái hậu chứng giám nô tỳ hầu hạ bên cạnh ngài bao nhiêu năm Ngài hiểu tính của Nô Tỳ, đâu phải là người ngang ngược càn rỡ như vậy. Nô Tỳ đi vào vương phủ, lập tức quản hạ nhân ở vương phủ rất thỏa đáng, hạ nhân trên dưới vương phủ đều một lòng. Ngày ấy, thật sự là ma ma bên cạnh vương phi tự cao đã từng hầu hạ phế hậu Lương Tần, mà lại gặp Nô Tỳ rất được người làm trong phủ tin phục, mở miệng khiêu khích Nô Tỳ, lại còn bất kính với hoàng thái hậu, Nô Tỳ thật sự nhịn không được mới lên tiếng ngăn lại, không ngờ Nô Tỳ mệt nhọc nhiều ngày, thân thể suy yếu, mà lại vô cùng cuồng nộ, nhất thời đứng không vững đụng phải bà ấy, bà ấy lập tức mượn cớ ngã xuống đất, đúng lúc lễ thân vương đi vào, vương phi cố ý quát lớn, làm lễ thân vương hiểu lâm nô tỳ đánh nhau với du mama, Ma. Lại hạ lệnh đánh nô tỳ, nô tỳ thật sự là rất oan uổng. Lần biện giải này, thương mai nghe cảm thấy quá là, quá là không biết xấu hổ. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn thương mai, vương phi, bà ta nói thật sao? Thương Mai nói, Hoàng Thái Hậu, ngài là tin tưởng thiếp thân và lễ thân vương hay là tin tưởng bà ta? Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng, bà ta ở bên cạnh ai ra nhiều năm, ai ra biết bà ta không phải là người lỗ mãng ương ngạnh, việc này chỉ sợ là có nội tình khác. Thương Mai yêu sầu nói, nếu thật sự có nội tình, sợ thật là lã thân vương đã oan uổng ma ma rồi, bà ta đã là người bên cạnh Hoàng Thái Hậu, thiếp thân nếu muốn cứng rắn đoạt đi, quả thật là bất hiếu, Hoàng Thái Hậu cứ giữ bà ta lại bên người đi. Hoàng Thái Hậu khẽ giật mình, lập tức ổn định tinh thân lại, cái đấy lại nói sau, về phân ngươi chỉ ra và xác nhận bà ta ăn trộm, ai ra cũng muốn nghe xem bà ta giải thích thế nào. Hôm nay bà ta cũng không dám nói lễ thân vương hàm oan bà ta, nếu như lễ thân vương biết sợ là nửa đêm lại vào cung nói lý với bà ta một trận. Cũng được, thương mai lặng yên nói, nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt không chút gợn sóng. Hoàng hậu vẫn luôn không lên tiếng, lúc đang nghe ma ma giải thích, đột nhiên nói một câu, Mama là người Hoàng Thái Hậu phái ra, nghĩ đến sẽ không có tham niệm này, có phải là trong phủ có nô tài cố ý hãm hại hay không? Dù sao quy củ của vương phủ cũng khá là sơ sài, đám người Mama đi rồi, mọi thứ công chính, khó tránh khỏi những hạ nhân giảo hoạt nát bét kia nổi lên oán hận, thừa dịp vương phi quay về, lén lút động tâm tư cũng không biết chừng. Hoàng Thái Hậu lập tức tán thưởng nhìn Hoàng Hậu, vẻ mặt Hoàng Hậu vẫn như trước không thay đổi, vẫn kính cẩn đứng thẳng. Lương Ma ma nghe xong lời hoàng hậu nói, lập tức kêu oan, vẫn là hoàng hậu nương nương anh minh, nô tỳ thật sự là bị oan, nhất định là có người hãm hại, mà người hãm hại nô tỳ, sợ không đơn giản như nô tỳ nghĩ. Nói xong, bà ta lập tức hung hăng nhìn Thương Mai. Thương Mai nhìn bà ta, trong lòng thở dài, bà phải chết, tôi có thể ngăn lại được sao? Thật cho rằng có hoàng thái hậu làm chỗ dựa cho mình sao? Thương Mai nhìn hoàng thái hậu, nói thiếp thân cũng đã nghĩ đến khả năng này, có phải là có người hãm hại ma ma hay không? Vì vậy gọi những người liên quan đến hỏi rõ, quả nhiên, thiếp thân phát hiện có người khả nghi. Là ai? Hoàng Thái Hậu hỏi. Khuôn mặt thương mai hơi sâu muộn, chỉ là người này, địa vị không nhỏ, mặc dù thiếp thân hoài nghi, lại không dễ dụng hình thẩm vấn. Hồ đồ, Hoàng Thái Hậu giận dữ mắng, trong vương phủ, người là vương phi, là chủ nhân, bên dưới đều là nô tài, Ai dám lên mặt không cho ngươi thẩm vấn, nếu như ngươi không dám thì đưa vào cung, ai ra thẩm vấn thay ngươi." Gương mặt Thương Mai chấn động, vội vàng nói, có lời này của Hoàng thái hậu, thiếp thân yên tâm rồi, đúng lúc lương ma ma ở đây, thiếp thân cũng có mấy câu muốn hỏi ma ma, nếu như hỏi thật rồi, sẽ chắc chắn ma ma bị người này hãm hại." Vương phi xin hỏi, lương ma ma chỉ cho là cô sợ Hoàng thái hậu, cố ý tìm đường xuống cho mình." Thương Mai quả nhiên lộ ra vẻ lấy lòng Mama, bản thân bà vào vương phủ, có phải là cảm thấy có người vô tình cố ý ngáng chân bà? Lương Mama gật đầu nói, đúng vậy. Có phải luôn có người nghi vấn quyết định của ngươi, không làm theo phân phó của ngươi. Quả thật có, Lương Mama nói. Có phải có cảm giác, cảm thấy trong phòng bà thiếu cái gì đấy, có mấy thứ đồ trang sức không cánh mà bay. Trong lòng Lương Mama hơi động, sợ là cô muốn tìm một người trong phủ đi ra, nhận tội này, cũng xem như là cô hiểu chuyện nếu thật sự so với hoàng thái hậu cô xem là cái gì đúng vậy lương ma ma lớn tiếng nói thương mai mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hoàng thái hậu thái hậu thiếp thân cơ bản có thể xác định ma ma là bị người vu oan hãm hại về phân người hãm hại bà ta chính là tôn ma ma cùng phòng với bà tai không thể nào lương ma ma nghe như vậy lập tức lớn tiếng cãi lại hoàng thái hậu cười nhạt vương phi người đây là đang chơi trò gì Thương Mai dừng rưng nói: "Hoàng thái hậu, hẳn là ngài cũng hiểu, vừa rồi lương ma ma nói từ khi vào phủ đến nay, quản hạ nhân trong vương phủ vô cùng thỏa đáng, trong phủ trên dưới một lòng, cho bên hạ nhân ban đầu của vương phủ chắc là sẽ không hãm hại bà ta, là thứ nhất. Lương ma ma còn nói dù ma ma là thấy người trong phủ tin phục bà ta mới mở miệng khiêu khích, này nghĩ đến cũng không phải người trong phủ sẽ nghi vấn với quyết định của bà ta, không làm việc theo phân phó của bà ta, đây là thứ hai." lại phân nói trong phòng ba ta có mấy thứ thường xuyên không cánh mà bay thiếp thân từng hỏi qua mấy vị ma ma phòng của các bà ấy là không có người tiến vào đều dùng rất nhiều khóa như vậy chỉ có thể ra tay duy nhất chỉ có tôn ma ma ở cùng phòng với lương ma ma tôn ma và lương ma ma cùng nhau xuất cung vào phủ hai người đều là người được sủng ái trước mặt hoàng thái hậu cho nên thấy lương ma ma được người làm trong phủ tin phục trong lòng ghen ghét không cam thấy thiếp thân quay về dựa vào lúc thiếp thân thu dọn đồ đạc trộm mấy món trang sức đặt dưới gầm giường của lương mama, mà lại nói chính là vị tôn mama này đề nghị điều tra vào phòng. Thương Mai nói xong, lại nhìn Du mama, ôn nhu hỏi, "Lương mama, bà cảm thấy bản phi nói đúng không? Ngươi là bị hãm hại, phải không, hay vốn chính là ngươi trộm?" Chương 650, trận chiến mở màn thắng lợi. Câu hỏi này quả thật thô bạo ác liệt, chỉ có thể có một đáp án. Tâm tư lương mama xoay mấy vòng, lại không biết phải nói ra đáp án thế nào, chỉ có thể nói nô tỳ là bị hãm hại. Sau đó bà ta muốn bổ sung một câu, nói người hãm hại bà ta chưa chắc là tôn ma ma, nhưng mà sau một hồi phân tích vừa rồi, ngoại từ tôn ma ma, không còn ai nữa, bởi vì quả thật không có ai có chìa khóa phòng của bà ta. Nhưng mà, lúc nghĩ đến đây, chính bà ta cũng cũng suy nghĩ, đúng, không có ai có chìa khóa phòng của bà ta, ngoại trừ tôn ma ma. Khóa cửa bà ta đã xem qua, không có dấu vết cậy khóa hơn nữa quả thật dường như từ khi vào phủ đến nay tôn ma ma nhiều lần có tranh chấp với bà ta nhiều lần cãi nhau không vui chẳng lẽ đúng như lời vương phi nói sao lại cẩn thận suy nghĩ dường như từ lúc vương phi về phủ đến nay cũng không làm khó dễ bà ta trước bà ta đánh nhau với du ma ma vương phi cũng giữ im lặng cuối cùng lễ thân vương đến lễ thân vương ra mặt thay chẳng lẽ nói đây hoàn toàn không phải vương phi hãm hại mà là vương phi thật sự bị mất những món đồ trang sức kia, nhưng món đồ trang sức kia chính là Tôn ma ma đặt dưới giường bà ta để hãm hại bà ta. Thương Mai nhìn vẻ mặt hoài nghi của bà ta, lại hoài nghi hỏi, "Vậy Lương ma ma, bà cũng biết là ai hãm hại bà sao?" Bà chỉ cần nói ra, chuyện khác có hoàng thái hậu làm chủ cho bà. Lương ma ma lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Đúng vậy, chính là bà ta, chính là Tôn ma ma." nhìn thấy ở đáy mắt thương mai có chút vui vẻ không thể hiểu, nhưng mà, cẩn thận nhìn lại, lại không còn nữa, chỉ còn một gương mặt tiếc nuối. Chỉ nghe cô nói, không thể ngờ được nô tài này lại giảo hoạt như vậy, dám hãm hại người cùng nhau xuất cung đi ra ngoài, thật sự là hố thẹn với tín nhiệm của Hoàng Thái Hậu, sau khi thiếp thân về phủ, nhất định sẽ không tha cho bà ta. Hoàng Thái Hậu sao có thể không nhìn được đầu mối, nhưng mà ngay cả lương ma ma ngu xuẩn này cũng đã nói như vậy, bà còn có thể nói cái gì? bà cứng rắn nuốt cơn tức này xuống nhất thời không nghĩ ra cách nào hoàng hậu cười dịu dàng nói thì ra đúng là một hiểu lầm làm rõ rồi thì không sao nữa tráng tráng thản nhiên nói hoàng hậu thật sự là biết bao che cái này xem như là một hiểu lầm rõ ràng chính người hoàng thái hậu phái đi lục đục với nhau mới xuất hiện loại chuyện dơ bẩn này loại nô tài như tôn ma ma này nên giết mới phải hoàng thái hậu tức giận càng nhiều hơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc lương ma ma thương mai nhân cơ hội nói hoàng thái hậu tôn ma ma là người ngài phái ra ngài xem nếu thiếp thân xử trí bà ấy trong phủ hay là đưa bà ấy vào trong cung cho hoàng thái hậu xử lý hoàng thái hậu nhướng máy lên chuyện này sợ là có nội tình khác người vẫn là trói người về đây ai ra sẽ tra hỏi cẩn thận nếu do hạ thương mai xử lý chỉ sợ tôn ma ma hồn phách cũng mất đi thương mai mỉm cười thiếp thân biết rõ hoàng thái hậu quan tâm đến nhiếp chính vương phủ lúc này phái tám người nhập phủ hầu hạ đều là ân điển của ngài chỉ là thiếp thân nghe nói lương ma ma hầu hạ bên người ngài nhiều năm rất được hoàng thái hậu tin tưởng thiếp thân cũng không thể đoạt được ái tướng bên người ngài nếu không là đại bất hiếu cho nên lương ma ma và hai ma ma trong phủ thiếp thân đều sẽ đưa vào cung về phần mấy người nha hoàn kia nếu như hoàng thái hậu nguyện ý thì cứ ở lại trong phủ ngài thấy thế nào hoàng thái hậu vung tay lên lạnh lùng nói không cần phải phiền toái như vậy chỉ cần đưa tôn mama về đây là được, lương mama và những người còn lại cứ ở lại phủ hầu hạ trước. thương mai bước lên một bước, khẩn thiết nói, hoàng thái hậu ngài yêu ái, thiếp thân tiếp nhận và cảm tạ. nhưng mà hoàng thái hậu đề cao đạo nhân hiếu, thiếp thân thân là phu nhân hoàng gia, đương nhiên phải dẫn đầu làm gương. mấy người mama đều là người hầu hạ bên người hoàng thái hậu lâu năm, tình cảm chủ tớ thâm sâu, thiếp thân dù không hiểu chuyện, cũng không dám tham lam như vậy. nếu như là vì các bà ấy làm hoàng thái hậu đau lòng khó chịu thiếp thân cũng không nhẫn tâm bởi vì ngài sẽ dáng tội lên thiếp thân thiếp thân ngàn vạn lần cũng không thể làm như vậy tất cả mọi người biết mấy cái này trừ lương ma ma cũng không phải là người từng hầu hạ bên người bà nhưng bà sẽ không thừa nhận bởi vì người không thỏa đáng sao bà lại phải ra đi hầu hạ thương mai tự xin hàng tội nhưng bà mặc dù tức giận cũng không thể dáng tội bởi vì người ta là dựa vào đạo nhân hiếu của bà mà tận hiếu nếu như dáng tội, chẳng phải là tự tát mình. Không khí lập tức trở nên rất kỳ lạ, không ai lên tiếng. Hoàng Thái Hậu nhìn chầm chầm vào thương mai, thương mai vẫn là vẻ mặt khẩn thiết chân thành, không tìm ra được chút sai lầm. Hoàng Hậu lại khẽ nói, Thái Hậu nương nương, thiếp cũng cho rằng Vương Phi nói rất có đạo lý, không bằng. Người xem trong nội cung còn có những người đức hạnh khác Không bằng lại đổi một nhóm người khác đi ra Thương Mai vốn là muốn đưa mấy người khó đối phó này về nếu như lại đối thành mấy người nữa chẳng phải là thất bại trong gang tất sao. Cô đương nhiên không thể để hoàng hậu thực hiện được. Cho nên, cô khẽ cười nói, nương nương yêu ái, chỉ là, lại sai người khác ra ngoài, nếu không phải người hoàng thái hậu biết rõ, sợ cũng không tin được, nếu như là lại xảy ra chuyện ngày hôm qua, không phải uống phí mạng người sao. Mà lại còn làm nhục hoàng thái hậu, làm trái ý định của hoàng thái hậu. Đây là uy hiếp, người đưa một cái ta đánh một cái, đến đi, cùng thương tổn lẫn nhau đi cho nên mới nói phải là người có đức hạnh đầy đủ hoàng hậu lại cười nói có đức hạnh hay không con mắt cũng nhìn không ra được phải ở trung quan sát lâu ngày mới biết nếu như ai ra nhất định phải ban thưởng người cho vương phủ thì sao hoàng thái hậu thản nhiên nói thương mai có chút khó xử hơi trầm ngâm một chút nếu như hoàng thái hậu thật sự muốn ban cho vậy thì đưa mấy cô cô sau lưng ngài cho thiếp thân dù sao các cô cô cũng trẻ tuổi thời gian ở bên cạnh Thái Hậu cũng không lâu, đổi mấy cô cô cho Mama quay về, như vậy là đã tiếp nhận ý tốt của ngài, cũng không mất đi đạo hiếu, Thái Hậu ngài cảm thấy thế nào. Ánh mắt Hoàng Thái Hậu nhìn quá, đáy mắt lóa ra lửa nóng, nhưng mà, rất nhanh, ngọn lửa kia lại chậm chậm rơi xuống, ngón tay nắm lấy tay áo rộng thùng thình thiêu tỉnh xảo, ôn hòa nói, trước đó, ngươi và vương gia cũng không có trong phủ, ai ra sợ người làm trong phủ làm loạn, mới phái người đi thay ngươi trông coi. Hôm nay ngươi cũng đã về, vậy thì ai ra cũng không phí sức, ngươi cũng đã có chủ ý, thì đưa các bà ấy về đi, về phần mấy nha đầu, nếu ngươi nhìn thuận mắt, vậy thì cứ giữ lại. Thương Mai Kính cần nói, vâng, thiếp thân đã biết. Một ánh mắt lạnh lùng từ trong góc bắn đến, Thương Mai không cần nghĩ cũng biết là ai, nhi quý phi. Ánh mắt của nàng ta, luôn có lực xuyên thấu, giống như là muốn nhìn chằm chằm đến lúc thấy hết người ta mới yên tâm. Chỉ là thương mai cũng không quan tâm đến nàng ta, trận chiến mở màn thắng lợi, tâm trạng của nàng vẫn chưa thả lỏng, bởi vì, sau chuyến này hậu cung nhất định sẽ có âm mưu càng lớn hơn bao lấy. Mà hôm nay xem ra, cái âm mưu này nhằm vào nhiếp chính vương phủ. Hoàng thượng cũng không ngu, ít nhất hôm nay trong lòng dân chúng, hắn ta vẫn là một hiền quân. Nhưng mà, hôm nay hắn ta lại làm mấy chuyện không hợp lẽ thường, đảo loạn mặt nước, nghĩ đến, mục đích lớn nhất là muốn rời đi sự chú ý, hoặc giả chỉ là tìm cớ, trước hết làm người bên ngoài ốc không mang nổi mình ốc, thì không quản được chuyện của hắn ta. chương 651, vào cung gặp Hoàng thượng. Tiến vải ma ma đi, hạ thương mai đặt xuân, hạ, thu, đông trong sân, quét dọn một chút, và nghiêm cấm bọn họ vào phòng mình. Cô nhớ lại từ khi quý thái phi rời đi, trong phủ vân chưa được dọn dẹp, mọi thứ tương đối lỏng lẻo Động thái của Hoàng Thái Hậu đã thu hút sự chú ý của Thương Mai. Vương Tuấn đã tìm quan sai, đưa một nhóm người vào trong. Thương Mai đã chọn một vài người thông minh để ở lại với mình, cô để Du Ma Ma dạy bảo bọn họ, giúp đỡ Tiểu Khuyên. Về phần chỉ tiêu, những khoản tiền phải được kiểm tra lại, trừ một vài nha hoàn là người của Hoàng Thái Hậu, còn lại đều bị đuổi đi, sau đó cô yêu cầu Vương Tuấn gọi tiên sinh phòng chỉ tiêu trước kia tới. Trước khi những người hầu mới chuyển đến, Thương Mai ra lệnh cho Vương Tuấn kiểm kê nhà kho và ghi lại mọi thứ vào sổ ghi chép. Bây giờ trong phủ chỉ có hai chủ tử, cô và mộ dung khanh, tuy rằng bọn họ không cần nhiều người chăm sóc, nhưng nếu có ít người cũng không thể chăm lo cho cả thủ phủ lớn như vậy. Thương Mai dò hỏi phủ công chúa, trong phủ ước chừng có khoảng 80 người hầu, còn về phủ của lễ thân vương thì có hơn 60 người. Lúc quý thái phi vẫn còn, hạ nhân trong phủ gần cả trăm người. Bây giờ đã bị đuổi đi một nhóm người, và một số người nữa được tuyển dụng, đại khái có khoảng 70 người. Thương Mai sắp xếp lại mọi thứ trong viện, phòng cô giữ lại bốn nhà đầu, hai gia đình và tiểu khuyên là nha hoàn bên cạnh. Về phần Du Mama, Thương Mai yêu cầu bà và Vương Tuấn cùng nhau quản lý công việc trong phủ, Vương Tuấn phụ trách việc mua sắm và quan sát mọi việc. Du Mama phụ trách các công việc lớn nhỏ trong phủ, để tạo cho cô cảm giác an toàn, bà còn phái hai nha hoàn ở cạnh chăm sóc cô, vì vậy Du Mama có thể được coi là một nửa chủ tử trong phủ. Du Mama là một người lỗi lạc có phép tắc rất nghiêm khắc, phong cách khoan khoái trước đây hoàn toàn biến mất, trong và ngoài phủ đều được bà ấy sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Mọi thứ được bố trí rất thích hợp, không tốn thêm nhân lực, cũng không quá vất vả. Mặt khác, trong phòng bếp bố trí thêm hai người, hai người này đặc biệt chăm sóc Thương Mai, giúp cô bồi bổ thân thể. Sức khỏe của vương phi khá kém, hơn nữa trước khi bị trọng thương còn đút cho uống thuốc hồng hoa lên. Nếu không điều trị cho tốt, sau này ắt sẽ khó có con thương mai hỏi lại vương tuấn nói là tên của các viện trong phủ đã không thay đổi kể từ khi tiên đế ban cho phủ này cô băn khoăn rằng những nơi khác đổi tên cũng không tốt bèn đổi căn phòng mình ở thành hòa phúc các cái tên thật đơn giản nó đã thể hiện ngay ước muốn của cô chỉ mất vài ngày để xong xuôi mọi việc tiếp theo cô yêu cầu vương tuấn tìm quế viên và quế viên rõ ràng đã ốm đi rất nhiều còn đen hơn trước vương phi cô trở về thật là tốt Quế Viên nghẹn ngào nói: Thương Mai thì thào, Quế Viên, người chịu khổ rồi. Nô tài không chịu khổ, nô tài giúp nương nương làm việc, đó là phúc phận của nô tài. Quế Viên chân thành nói: Thương Mai gật đầu, người nói cho ta biết tất cả mọi chuyện ở trang viện đi. Hai chủ tớ nói chuyện với nhau trong phòng gần một canh giờ, những chuyện ở trang tử đang áp bức tá điền. Thương Mai cũng ngầm có kế hoạch trong lòng, tiền bạc phải tự tay mình nắm giữ đồng thời cũng phải kiểm soát người bên dưới kẻo mắc sai lầm mà chuốc họa vào thân vì vậy cô đã tìm hồ hạnh nhi và yêu cầu cô ấy tìm người quản lý trang tử thay cho mình hồ hạnh nhi giỏi quản lý những người dưới quyền của cô rất ít khi mắc sai lầm vì vậy rất lý tưởng để cô thay mặt mình tìm người sau khi thương mai nhanh chóng xử lý công việc của mình cô vào cung để yết kiến hoàng thượng trở về nhiều ngày như vậy hoàng thượng cũng không chịu cô vào cung cô cũng không đi chào hỏi là con dâu của hoàng thất, nếu hoàng thượng không chịu kiến, cô cũng không cần chào hỏi hoàng thượng, chỉ cần đi thỉnh an hoàng thái hậu đúng giờ là được. Tuy nhiên, với tư cách là ngự y chăm sóc trước đây của hoàng thượng, cô có thể đến và thỉnh an ông. Cô đã đợi gần một canh giờ bên ngoài ngự thư phòng của hoàng thượng trước khi ông ta cho cô vào. Gặp hoàng thượng thực ra chỉ là xin được ân điển để được gặp mẹ và em trai, bởi vì họ vẫn sống trong hy vi cung, là cung điện của hoàng thượng, không người ngoài nào có thể vào được trừ khi hoàng thượng cho phép. Trước khi bước vào ngự thư phòng của hoàng thượng, lộ công công nói nhỏ, vương phi, nếu không nên hỏi thì đừng hỏi. Thương Mai biết được lòng tốt của lộ công công, cô biết ông sợ cô sẽ hỏi chuyện hoàng thái hậu và hoàng hậu, bèn nói, đa tạ công công đã nhắc nhở. Tháng 7, tháng 8 thời tiết rất nóng nhưng ngự thư phòng của hoàng thượng lại mát mẻ lạ thường, nhìn kỹ thì thấy hơi lạnh từ sau tấm bình. Phong tỏa ra, chắc là lấy đá viên từ trong hâm đá ra để hạ nhiệt. Hoàng thượng ngồi sau cái bàn bằng gỗ mun, mặc long bào màu vàng tươi, sắc mặt rất hồng hào, thương mai vừa nhìn thì biết đó chính là màu da của ông ta. Hoàng thượng nhìn cô nở nụ cười, tuy rằng uy nghiêm, nhưng cũng không thâm trầm như kẻ thù giống như trước đây. Trên bàn có rất nhiều đồ tấu trương, tựa như một ngọn đồi, hơi lộn xộn, không được sắp xếp ngăn nắp, một tiểu thái giám đang đợi ở trước đại sảnh, trên bàn có một cái tỏa bằng hoa sen mạ vàng với lư hương nắp đồng, phun ra mùi hương rất thơm. Thương Mai không dám nhìn, cung kính cúi đầu, hạ Thương Mai bái kiến Hoàng thượng. Giọng nói của Hoàng thượng chậm rãi chuyển đến, Vương Phi đứng dậy đi. Tạ ơn Hoàng thượng, Thương Mai tạ ơn đứng dậy. Ngươi trở về rồi ta còn chưa có thời gian cùng ngươi nói chuyện, vốn hai ngày nay sẽ chuyển cho ngươi vào cung, nhưng không nghĩ tới ngươi lại ở đây. Giọng nói của Hoàng thượng ấm áp như suối, khiến Thương Mai cảm thấy người đang ngồi sau cái bàn kia thật giống anh trai cô. Hoàng thượng bận rộn xử lý công vụ, hôm nay thân thiết cũng rảnh rỗi không có gì làm nên chỉ muốn hỏi sức khỏe của hoàng thượng thế nào nếu người khác hỏi câu này e rằng không thỏa đáng nhưng thương mai là ngự y của ông ta chính cô khi hỏi câu này cũng cảm thấy hơi đường đột nhưng lại hợp tình hợp lý hoàng thượng đáp vương phi thật có lòng từ khi vương phi vào cung đã bắt mạch cho ta ta chỉ tin tưởng vào vương phi các thái y khác trong cung đều không đáng tin hoàng thượng đã quá lời ngự y y thuật cao minh thân thiếp cũng không sánh được, thần thiếp chỉ là biết một ít đơn thuốc sơn giã mà thôi. Vương Phi khiêm tốn rồi, lên bắt mạch cho chấm hoàng thượng nói. Thương Mai bước lên trước, tiếu thái dám cầm khăn tay đặt trên bàn, hoàng thượng duỗi tay ra, thương Mai bắt mạch, cẩn thận lắng nghe. Sau một hồi, thương Mai mỉm cười và nói, xin chúc mừng hoàng thượng, mạch của hoàng thượng đã bình thường trở lại và đã lành bệnh. Hoàng thượng nở nụ cười hài lòng, cảm ơn ngươi, đơn thuốc lúc trước người kê, chấm đã luôn uống, không ngờ thực sự rất có hiệu quả. Thương Mai trong lòng biết rõ, đơn thuốc của cô làm gì có hiệu quả như thế. Chứ căn bệnh của ông ấy đã ở giai đoạn cuối, nếu uống theo đơn thuốc cô đưa, ông thực sự có thể kiểm soát được tình trạng của mình mà không để nó xấu đi, còn có thể cải thiện hơn một chút, nhưng để trị hết là chuyện không thể nào. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, đó là phúc của muôn dân chăm họ, không phải là công của riêng thần thiếp. Hoàng thượng xua tay, hỏi, bệnh ở Bắc Mạc có chữa khỏi hoàn toàn không? Hồi Hoàng thượng, thần thiếp đã triển khai kê đơn, dịch bệnh đã được khống chế. Vương Phi thật sự là phúc của thiên hạ, cũng là phúc của trẫm. Lão thất cưới được ngươi là phúc của hắn. Hoàng thượng không ngừng tán dương, thương mai càng nghe càng như nghe tiếng sấm. Và dù cúi đầu xuống, cô Vân luôn có thể cảm nhận được tầm nhìn của ông rất sắc bén. chương 652, Thư tử huyện chúa, Thương Mai không muốn ở quá lâu, bèn nói, hoàng thượng bận việc, thân thiếp không quấy rầy nữa, đã lâu không gặp mẫu thân, thần thiếp muốn nói chuyện với người, xin cáo lui trước. Hoàng thượng hiểu ý nói, cũng phải, người đến Bắc Mạc đã gần 2 tháng, đi đi, bà ấy hiện đang ở hỉ vi cung, chấm nhờ người đưa người tới đó. Thương Mai thở nhẹ một hơi mà có lẽ ông ta cũng không nghe thấy, và rõ ràng, hoàng thượng cũng không muốn đối mặt với cô. Hoàng thượng bảo lộ công công vào và ra lệnh ông ta đưa cô đi. Thương mai cúi người, chậm rãi lui ra ngoài. Trước ngự thư phòng chống một hàng cây tùng, phát triển rất tốt, những tán cây to lớn, che đi cái nắng như thiêu đốt. Thương mai đi qua rừng thông cùng lộ công công ra ngoài. Lộ công công hiển nhiên cũng an tâm, ông ta nói khẽ, nô tài tưởng nương nương hỏi chuyện của Hoàng Thái Hậu. Thương mai nói, những chuyện này, vốn dĩ không phải là thứ ta nên hỏi. Đây là quyết định của hoàng thượng, thực sự không phải chuyện mà triều thần có thể can thiệp. Chỉ là hoàng thượng thực sự rất khó chịu khi mọi người luôn hỏi về chuyện này, đặc biệt là Lễ thân vương. Ngài ấy đã đến 10 lần vì chuyện này rồi. Đúng vậy, tuy rằng chuyện này không liên quan đến người khác, nhưng việc phong một hoàng thái hậu, đó không phải chuyện nhỏ. Một số cận thân lâu năm chắc chắn sẽ muốn hỏi cho rõ ràng, và theo tính cách của Lễ thân vương thì sẽ không từ bỏ trừ khi biết được sự thật. Thương Mai không trả lời, nhưng thay vào đó, Lộ Công Công nói, thực ra, động thái của Hoàng thượng không phải là vô lý. Thịnh Đức Hoàng Thái Hậu vốn đã gả cho Tiên Hoàng và trở thành Thái Tử Phi, bà ấy và Tiên Hoàng kết tóc phu thê, mặc dù sau đó bị phế, nhưng dẫu sao cũng là phu thê với Tiên Hoàng. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy Thịnh Đức Hoàng Thái Hậu cũng đã thay đổi, trong lúc hậu cung không có Thái Hậu, nên đã phong bà ấy làm Thái Hậu, cũng. Cũng một lòng phò tá Hoàng Thượng, theo lý mà nói cũng có thể bỏ qua được. Sau khi nghe điều này, thương mai cảm thấy lộ công công cũng quá khổ sở, có lẽ ngay cả chính bản thân ông cũng ông thuyết phục được, bởi vì, theo lẽ thường, ngữ khí của ông rất khó khăn, hơn nữa lý lẽ cũng không thông thuận. Đặc biệt là nói đến chữ hiếu của hoàng thượng, bản thân ông lại càng nói không nên lời, bởi vì nếu nói về chữ hiếu, hoàng thượng không thể để thái phi thay thái hậu, bà là phi tử bị phế của tiên đế, ông ta lại để bà trở thành hoàng thái hậu. Đây là một sự bất hiếu đi ngược lại ý muốn của tiên hoàng hoàng thượng biết rằng điều này là tai tiếng nhưng ông ấy nhất quyết đi theo con đường của riêng mình có thể thấy rằng ông đã thực sự bị thúc ép và cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn này khi đến hỉ vi cung thương mai chỉ có thể đợi ở sảnh chính còn lộ công công thì đi tìm huyện chúa đan thanh và hạ lâm phút chốc hai người theo lộ công công ra ngoài hạ lâm rất vui khi nhìn thấy hạ thương mai đại tỷ cuối cùng tỷ cũng đã trở về lâm lâm nhớ tỷ muốn chết thương mai nhìn người em trai này cười Tuy rằng tâm tình tốt, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, không khỏi hỏi: "Đệ sao vậy? Ở trong cung ăn uống không đầy đủ hay sao, sao mặt đệ trắng bệch thế kia?" Hạ Lâm cười thầm, "Đệ nhớ tỷ, cả đêm không ngủ được." Ngốc quá, Thương Mai nhéo nhéo mặt của cậu, nhưng thấy ánh mắt né tránh của cậu, biết cậu có chuyện muốn che giấu, cho nên cũng không hỏi, chỉ nhìn huyện chúa Đan Thanh. Đan Thanh nước da không tốt, hai mắt thâm tím nghiêm trọng, cho thấy trong cung rất sợ hãi bà ấy nắm tay thương mai, trông cũng rất vui vẻ, về là được rồi. Bên ngoài đại sảnh, lộ công công đuổi người hâu đi, một mình ông đứng ở bên ngoài đợi. Thương mai biết ý của ông, sợ rằng chuyện này cũng giấu không nổi hoàng thượng. Còn mẫu thân có khỏe không? Thương mai hỏi. Đan thanh huyện chúa nắm lấy tay thương mai, tay cô ấy rất lạnh, ống tay áo rộng gần như che mất bàn tay, thương mai chạm vào tờ giấy, rồi dùng tay nhét tờ giấy vào túi tay áo. Tốt, mẫu thân vẫn khỏe nhưng trông con gầy đi đi đến bác mạc rất vất vả phải không ánh mắt của đan thanh lo lắng không yên dù khó khăn đến đâu tất cả đều kết thúc rồi thương mai nói tốt tốt quá thương mai biết mẫu thân có lẽ đã viết ra tất cả những gì muốn nói cho nên cũng không hỏi cái gì nữa mà là hỏi hạ lâm 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 để có ngoan ngoãn ở trong cung không đó có phải đệ đã làm cho hoàng thượng không hài lòng không hạ lâm bĩu môi xưa tỉ tỷ xem thường đệ quá đó, tỷ không biết hoàng thượng thích đệ đến mức nào đâu. Thương mai véo má cậu, ăn nhiều vào cho thịt mọc lại. Ừ, đệ sẽ ăn thịt mọi lúc hạ lâm vừa nói vừa nở một nụ cười, ngây thơ và dễ thương. Thương mai không khỏi mỉm cười đáp lại, nhìn đan thanh huyện chúa, thấy cô cũng đang nhìn tiểu lâm, nhưng ánh mắt hoàn toàn lo lắng. Thương mai có tính toán sẵn, nóng lòng muốn đọc tờ giấy mẫu thân đưa cho, có lộ công công ở đây, bọn họ không nói được gì, đứng dậy, Xin phép ra về, trong phủ còn có việc, ta đi trước đây." Đan Thanh huyện chúa đứng lên, lặng lẽ nhìn về phía cô, "Được rồi, đi đường cẩn thận." Hạ Lâm không vui, mới tới có tí thôi mà, lại muốn đi rồi ư? Đan Thanh nói, "Đừng trẻ con, tỷ tỷ còn có việc phải làm, làm xong sẽ vào cung gặp chúng ta." Hạ Lâm nhìn Thương Mai, bất đắc dĩ từ bỏ, Hạ Lâm cũng muốn trở về. Đan Thanh cười nhạt, được rồi đợi tới khi tỷ tỷ làm xong công việc rồi sẽ tới đón đệ hạ lâm lắc lắc cánh tay thương mai đệ không muốn ở trong cung nữa đệ muốn trở về thương mai biết hoàng thượng sẽ không cho cậu ra khỏi cung tạm thời không thể đưa cậu đi vì vậy cô nhẹ giọng nói thâm được rồi mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ đến đón đệ đệ phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân hạ lâm thấy thương mai cũng nói như vậy nói vậy tỷ nhớ tới đón ta thương mai gật đầu nhìn về phía đan thanh huyện chúa bao lời muốn nói chỉ có thể thốt lên một câu mẫu thân bảo trọng ừm um, con cũng vậy đan thanh huyện chúa nói nhỏ với đôi mắt đỏ hoe thương mai quay người lại nhưng hạ lâm đột nhiên nắm lấy cánh tay cô tỉ ơi ở đây không thoải mái lộ công công vội vàng ngắt lời cười nói hạ công tử nô tài đưa người trở về sau đó nhẹ nhàng nói với thương mai mời vương phi thương mai biết mình phải rời đi nếu không cô sợ rằng sau này không thể tới đây gặp họ nữa. Khi rời khỏi cung Hy Vi, cô nhìn thấy chiêu quý phi Tôn Phương Nhi. Tôn Phương Nhi ra khỏi sân điện, theo sau là hai thị vệ. Chủ tử ở trong cung, khi đi ra ngoài đều dẫn theo cung nữ, nhưng nàng ta lại dắt theo thị vệ. Thương Mai phân nào biết được tình hình của nàng ta, nhưng chỉ cúi người hành lễ, tham kiến chiêu quý phi nương nương. Tay Tôn Phương Nhi lồng trong tay áo, Mặt trời từ trên ngọn cây chiếu xuống những phiến lá thông mỏng và rơi xuống những lớp bóng như chiếc lược, trải dài trên khuôn mặt, đôi mắt thậm chí không có chút sáng, tối và ẩm ướt, trống rỗng và vô vị. Nếu có tin tức về Nhu Dao, xin hãy cho ta biết ngay lập tức. Tôn Phương Nhi không quen dùng từ bổn cung, vì vậy mở miệng ra cũng chỉ có từ ta nói tới nói lui. Nàng ta sẽ ổn thôi, Thương Mai nói, không phải để an ủi Tôn Phương Nhi, nhưng cô tin chắc Nhu Dao sẽ ổn có một chút ấm áp trong mắt Tôn Phương Nhị, phải, ta biết, vì vậy nếu có tin tức xin hãy cho ta biết. Nói xong, nàng ta tiếp tục lông tay áo đi qua trước mặt Thương Mai. chương 653, điều tra xảy ra sự cố. Sau khi Thương Mai rời khỏi cung, cô lấy lá thư trong tay áo và mở ra đọc ngay lập tức. Tờ giấy này bị xé ra từ giấy vẽ, trên lá thư viết ba chữ, có thể thấy có người ở chung quanh đan thanh đang quan sát, trên đó nói cứu lâm lâm. Thương Mai trong lòng nặng chiếu, lâm lâm hẳn là có chuyện gì đó, lúc rời đi cô mới nhận ra, sắc mặt cậu tái nhợt như vậy, hẳn là thân thể có gì đó không ổn. Hơn nữa lâm lâm có vẻ chán ghét ở trong cung, lúc trước cô đi bắc mạc cũng không phải như vậy. Hơn nữa hôm nay cậu muốn nói chuyện, lộ công công vội ngăn cản. Lúc đó, cô cảm thấy rằng lộ công công đã đuổi thái giám cung nữ khác đi với hy vọng ba người có thể nói chuyện vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng không phải vậy. Lộ công công ở đây giám sát bọn họ, nếu phát hiện chủ đề không thể thảo luận, thuận tiện lập tức ngăn cản. Lâm lâm ở trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Thương Mai càng nghĩ càng sợ hãi, cô đang ở trong thâm cung, bên cạnh hoàng thượng, trong cung hy vi, cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra, huống chi là cứu cậu. Linh lợi, cô mở rèm xe ngựa và gọi Linh lợi vào. Linh lợi đi vào ngồi xuống, Phương Phi, có chuyện gì sao? Thương Mai đưa bức thư của Đan Thanh cho Linh Lợi, và nói người xem thử có thể lẻn vào cung hy vi điều tra xem rốt cuộc hạ lâm đang gặp chuyện gì sắc mặt linh lợi cũng hơi nặng nê nói được đêm nay tôi sẽ đi đột nhiên nàng ta dừng lại và nói người có muốn tìm giả vương không cũng được người đi ngay đi thương mai nói vâng sau khi linh lợi đáp lời xong mở màn và nhảy xuống trở lại cung điện thương mai ngay lập tức đốt lá thư hồi hộp chờ đợi đến tối thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thương mai lập tức mở cửa linh lợi mặc quần áo đen che cánh tay bước nhanh về phía trước người bị thương rồi sao thương mai sửng sốt nhanh chóng đỡ nàng ta ngồi xuống linh lợi nói không thành vấn đề một vết thương nhỏ thôi tại thuộc hạ nhất thời bất cẩn nàng ta đáp thương mai lập tức lấy hộp thuốc cầm máu cho nàng vết thương tuy không lớn nhưng rất sâu và mỏng có thể thấy là dùng dao võ công của đối phương có lẽ rất lợi hại nhịn một chút thương mai sát trùng rồi băng bó cho nàng ta linh lợi cười nói chuyện nhỏ vết thương nhỏ này có là bao thương mai cao mày đừng xem nhẹ vết thương này rất sâu có thể nhìn thấy xương không sao không sao thuộc hạ quen rồi linh lợi thản nhiên nói nàng ta nhân lúc thương mai đang giúp mình xử lý vết thương nói hi vi cung được canh phòng cẩn mật còn có rất nhiều cao thủ nữa Tôi muốn trốn lên mái nhà xem có phát hiện được gì không, không ngờ lại bị phát hiện. Kỳ lạ là ngay cả nóc nhà của Hi Vi cung cũng phải đi tuần tra. Hoàng thượng có bao nhiêu bí mật không thể cho người ta biết? Sao lại thận trọng như thế chứ? Nếu nói thế, tức là không phát hiện được cái gì? Tôi không thể nghe thấy, nhưng tôi nhìn thấy Tôn Phương Nhi vào phòng của Hạ Lâm thiếu gia và phải mất khoảng một khắc mới đi ra. Nàng ta tự mình đi vào. Đúng vậy, là tự mình đi vào trong tay cầm thứ gì đó cũng không thấy rõ là cái gì dùng vải gấm che lại thương mai rất căng thẳng vậy ngươi đã nghe được những gì linh lợi lắc đầu không có âm thanh nàng suy nghĩ một hồi đột nhiên nói lúc cùng thị vệ đánh nhau thuộc hạ thấy đan thanh xông vào phòng của tiểu lâm sau đó bị đuổi ra ngoài đan thanh huyện chúa hình như đang khóc muốn nói gì đó nhưng mà khi đó tôi đang đối phó thị vệ thật sự không có nghe thấy bọn họ nói gì chỉ mơ hồ nghe được một hai chữ chữ gì thương mai vội vàng hỏi hình như là thả ra và hình như là quên rồi tôi đã nghe thấy hai chữ này thả rồi quên thương mai nghĩ kỹ có khi nào là các người thả nó ra hay không hay bà bị phát hiện chuyển thư sau đó bị hỏi về nội dung nên nói rằng mình đã quên rõ ràng lý do phía sau rất khó xảy ra linh lợi mặc quần áo thường nói chủ nhân nói sẽ hạ lệnh cho người điều tra chuyện này nhưng đêm nay thuộc hạ đã làm kinh động đến hoàng thượng hoàng thượng chăn chắn sẽ nghi ngờ chúng ta thương mai hỏi lúc trở về không có người đi theo sao có người đang đuổi theo nhưng tôi đã chạy đến thành đông và cắt đuôi bọn họ linh lợi nói thương mai suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng lên tiếng linh lợi ngươi cứ trốn đi trước đã ta đoán chừng sẽ có người tới tìm ngươi vâng thuộc hạ về thay quần áo trước trên người mặc bộ đồ này nếu bị phát hiện thì không còn đường chối cãi sau khi linh lợi nói xong nàng ta lập tức quay trở lại phòng nàng thay quần áo rồi lấy bộ đồ dính máu xuống bếp canh đang sôi lăn tăn trong nôi nàng nhét quần áo vào bếp lò thêm một nắm củi nhìn nó bị cháy rụi sau khi làm xong tất cả nàng vừa định xuất phủ đến dạ vương phủ trốn thì lại nghe tiếng trống đánh giống như tiếng gõ cửa nàng sửng sốt vội vàng quay lại thương mai cũng nghe thấy tiếng gõ cửa kéo nàng vào phòng, sau đó lấy kim ra nói, "Trước hết ta sẽ châm kim, tạm thời ngươi sẽ mất đi cảm giác đau đớn." Tạ Vương phi linh lợi nhanh chóng cởi áo và để Thương Mai châm kim cho mình. Sau khi châm kim, Thương Mai lại lấy gạc và quấn quanh vết thương cho nàng ta, nếu thị vệ giả soát, hy vọng rằng máu sẽ không chảy ra ngoài. "Ngươi đừng nghĩ sẽ đi được, e rằng giờ phút này trong phủ đều bị thị vệ vây quanh, cũng may không có chứng cứ xác thực." chỉ cần bọn chúng không phát hiện vết thương, thì có thể giấu giếm qua ải. Khi Linh Lợi mặc quần áo ngay ngắn, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo tiếng của Du Mama, các ngươi làm gì vậy? Đây là phòng của Vương Phi, các ngươi thật cả gan, dám xông vào đây sao? Bồn quan phụng chỉ hành sự, mời tránh sang một bên. Đó là một giọng nói quen thuộc, và Thương Mai cảm thấy rằng hình như mình đã từng nghe thấy nó. Là Lương Thụ Lâm, Linh Lợi nhắc nhở thương mai chế nhạo con đường làm quan của lương đại nhân này thật là quanh co mà còn không phải sao không ngờ bây giờ lại lăn đến trước mặt hoàng thượng luôn rồi linh lợi nói thương mai ngồi ở trên ghế cầm một quyển sách trong tay chỉnh lại quần áo đầu tóc đi lên mở cửa bất mãn nói làm sao vậy đã lúc nào rồi ồn ào như vậy ra thể thống gì chứ nhìn thấy nhiều binh lính triều đình đứng trong sân nàng giật mình hỏi du ma 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 họ làm gì ở đây vậy? Ma ma chưa kịp trả lời, lương thụ lâm, mặc một bộ y phục lụa màu xanh lá cây, đã bước tới, chắp tay, bổn quan là thống lĩnh đội cấm vệ quân của Hy Vi Cung, lương thụ lâm. Trong cung có thích khách, bổn quan truy đuổi theo kẻ đó, đến gần quý phủ lại mất dấu hắn ta, bổn quan e ngại thích khách làm vương phi bị thương nên mới vào đây hỏi thăm. Ồ, linh lợi nở nụ cười nhạt, lương đại nhân, ông không phải là thống lĩnh cấm vệ quân của Đông Cung à? sao lại trở thành thống lĩnh của Hi Vi Cung? Vẻ mặt lương thụ lâm vẫn không thay đổi, bổn quan làm việc ở đâu đều cũng là vì hoàng thượng ra sức, mong cô nương đây chuyển lời lại. Giọng nói lạnh lùng của cô gái từ trong phòng truyền ra, mời vào. Linh lợi khịt mũi và đi vào trước. Lương thụ lâm vươn tay ra hiệu, các người ở đây chờ, bốn quan vào trước, không ai được phép vào nếu không có lệnh của bốn quan. Nói cách khác, nếu hắn ta hạ lệnh một tiếng, tất cả đều có thể lao vào chương 654, suýt nữa để lộ sơ hở. Lương Thụ Lâm đi vào trong phòng, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, sau đó mới chắp tay hành lễ với nữ tử ngồi trên ghế quý phi, hạ quan Lương Thụ Lâm bái kiến Vương Phi. Thương Mai đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn hắn ta, Lương Đại Nhân. Cô đứng dậy, đi tới cạnh chiếc ghế tựa rồi ngồi xuống, muộn thế này còn tới đây, có chuyện gì quan trọng sao? Lương Thụ Lâm kính cẩn nói, thưa Vương Phi, Tối nay có thích khách đột nhập Hi Vi Cung, Hạ Quan liên tục đuổi theo tên thích khách đó, nhưng phát hiện tên thích khách đó chạy tới phụ cận Vương Phủ thì mất tích. Hạ Quan lo rằng thích khách sẽ gây bất lợi cho Vương Phi nên bèn đến đây kiểm tra. Thương Mai than thở trong lòng, cái cớ này đúng là dập khuôn theo mẫu, trên TV đều diễn như thế. Theo lời của Linh Lợi thì bọn họ không ghê bám theo Linh Lợi, mà chỉ là nghi ngờ Vương Phủ thôi. Cô dựa theo yêu cầu của nội dung vở kịch. Nhíu mày lại, có thích khách đột nhập hi vi cung cung. Hoàng thượng có bị thương không? Lương Thụ Lâm nói, vương phi không cần lo, tên thích khách đó còn chưa tiếp cận hoàng thượng đã bị phát hiện rồi. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tạm ngừng, rồi cô vỗ ngực, mẫu thân và đệ đệ của ta, hai người họ không sao chứ? Ánh mắt của Lương Thụ Lâm cứ nhìn quanh, nghe Thương Mai đột nhiên đặt câu hỏi đành phải rời mắt về và nói, huyện chúa và Hạ Lâm công tử đều không sao. Thương Mai ra vẻ yên tâm, nói, đã thế thì ngươi cứ dẫn người đi lục soát xung quanh đi, có thích khách đột nhập vào cung, chuyện này khó mà nói được. Người phụng mệnh làm việc, nhất định phải cẩn thận vào. Dạ, đa tạ Vương Phi đã hiểu cho. Hắn ta nói xong thì đi tới cửa và nói, Vương Phi ra lệnh cho các ngươi kiểm tra xung quanh, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, nếu phát hiện có gì đáng ngờ thì lập tức báo cho bản quan. Cấm quân tuân lệnh, lập tức lĩnh mệnh phân tán lục soát. Ngươi không đi sao? Thương Mai nhìn Lương Thụ Lâm, Lương Thụ Lâm mỉm cười, Hạ quan có thể xem xem bên trong căn nhà này không? Thương Mai châm mặt, yêu cầu này của Lương đại nhân hơi quá đáng rồi nhỉ? Ta vẫn luôn ở đây, người nói muốn lục soát chỗ này, ta thấy không giống như để giải trừ sự uy hiếp cho vương phủ, mà là nghi ngờ ta chứa chấp thích khách. Linh lợi cũng lạnh lùng nói, Lương đại nhân, ngài to gan thật đấy, ngay cả nhà của vương phi cũng dám lục soát ư? sắc mặt lương thụ lâm đầy khó xử, vương phi bất giật, hạ quan cũng chỉ muốn xử lý cái chuyện dày dà này. Võ công của tên thích khách đó cực kỳ cao cường, tuy vương phi vẫn luôn ở trong phòng, nhưng rồi cũng có lúc lơ là. Nếu thích khách trốn trong phòng của vương phi, lỡ có xảy ra chuyện gì thì hạ quan thật sự không gánh nổi. Thương Mai cười lạnh, vậy tức là đại nhân nhất định phải lục soát đúng không? Không dám, không dám. Lương thụ lâm cúi đầu, hạ quan cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi, mong vương phi thông cảm su ma ma tức giận nói phụng mệnh làm việc cũng phải có giới hạn ngài muốn lục soát phòng của vương phi rõ ràng là đang nghỉ ngờ vương phi chứa chấp thích khách vương phủ không chịu nổi lời lẽ vỗ nhục này ma ma nghĩ nhiều rồi hạ quan không có ý đó giọng nói lương thụ lâm nhàn nhạt nếu vương phi không cho phép hạ quan lục soát vậy hạ quan sẽ nói đúng sự thật cho hoàng thượng ngài đang uy hiếp vương phi sao linh lợi lạnh lùng hỏi lương thụ lâm lại cúi đầu nói không dám không dám không dám ư ta thấy ngài dám thật đó linh lợi hừ lạnh nói thương mai lạnh nhạt nói linh lợi người đi xem món canh hầm của ta đã được nấu xong chưa nếu lương đại nhân muốn lục soát thì cứ để hắn lục soát hắn chỉ phụng mệnh làm thôi đừng gây khó dễ dạ linh lợi lĩnh mệnh rồi quay người đi ra ngoài đa tạ vương phi lương thụ lâm chắp tay nói hắn ta đi quanh căn phòng mấy lần sau tấm bình phong sau tủ còn đi xem cả căn phòng bên cạnh phòng chính sau đó mới đi ra thương mai lạnh nhạt hỏi sao rồi lương đại nhân có phát hiện gì không lương thụ lâm cũng không tỏ ra lúng túng mà chỉ mỉm cười nói thưa vương phi hạ quan đều xem xét cả rồi ở chỗ vương phi không có mối đe dọa nào vậy ta phải cảm ơn lương đại nhân rồi thương mai mặt không cảm xúc nói lương thụ lâm mỉm cười chắp tay hạ quan chỉ phụng mệnh làm việc Vương Phi không cần phải cảm ơn. Thế mà sắc mặt lại dày như thế. Thương Mai chẳng để ý hắn ta nữa, dặn Du Ma Ma đưa sách cho cô, cô tiếp tục đọc. Lương Thụ Lâm nhìn bên ngoài, như đang lẩm bẩm, cũng như đang hỏi Thương Mai, cô nương linh lợi đó sao vẫn chưa quay lại vậy? Chẳng lẽ gặp thích khách rồi? Hắn ta nói thế, chắp tay với Thương Mai rồi xảy bước ra ngoài. Sắc mặt Thương Mai thay đổi, nhưng cũng không thể đi ra theo may thay linh lợi cũng không đi xa, nghe tiếng đã trở lại rồi, sượt qua vai lương thụ lâm ở cửa rồi đi vào trong phòng nói, vương phi, khả năng phải hầm thêm một khắc nữa mới được. Thương Mai ừ nói, được, vậy thì chờ thêm. Lương thụ lâm lại đi trở về, lần này lại nhìn linh lợi, linh lợi cô nương, trên người cô bị thương sao? Ý ngài là sao? Linh lợi lạnh lùng hỏi, trong lòng lại run lên. Hạ quan ngửi được mùi máu trên người cô nương. Lương thụ lâm tiến tới gần, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Thế sao? Linh Lợi cười nhạt, lương đại nhân lợi hại thật đấy, nữ tử đến kỳ mà cũng ngửi ra được, đúng là có tài thật. Lương Thụ Lâm mặt không đổi sắc nói, thích khách tối nay, từ thân hình có thể đoán được là một nữ tử, nghe nói Linh Lợi cô nương từng đi theo Dạ Vương, cũng là người của Tố Nguyệt lâu, có lẽ võ công rất cao cường. Sắc mặt thương mai rất khó coi, lương đại nhân, người muốn nói gì? Lương Thụ Lâm quay đầu nhìn cấm quân đi lục soát vẫn chưa trở lại, hạ bàn của hắn ta lập tức khuyêu xuống, ưng chảo công nhanh chóng xuất chiêu, bắt lấy cánh tay của Linh Lợi. Linh Lợi một trường ngăn lại, nhanh chóng lùi ra sau, lương thụ lâm tiến tới, vẫn bắt lấy cánh tay nàng ta như cũ. Hắn ta ra tay rất nhanh, Linh Lợi không ngờ công phu của hắn ta giỏi thế, cánh tay nàng ta lại bị thương. Tuy đã được thương mai giúp giảm đau rồi nhưng tốc độ đương nhiên không sánh được lương thụ lâm, bị anh ta bắt lấy được ngay ánh mắt thương mai run lên, tay đặt bên cánh tay phải, định lấy sợi dây sẹo ra thì lại thấy lương thụ lâm buông linh lợi ra, nhỏ giọng nhanh chóng nói, đắc tội rồi, hạ quan chỉ muốn biết có phải là người của Vương Phi hay không. Vương Phi yên tâm, tạm thời hạ lâm thiếu ra không có gì đáng ngại. Thương mai xứng ra, nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của hắn ta, nhất định là không được thừa nhận, ai mà biết có phải đang thăm dò hay không chứ. Nếu cô truy hỏi thì sẽ để lộ sơ hở bên ngoài vang lên tiếng bước chân của cấm quân lương thụ lâm đi ra hỏi có phát hiện gì không bẩm báo đại nhân không có phát hiện nào cấm quân nói lương thụ lâm tỏ ra thất vọng đều kiểm tra hết rồi sao thưa đại nhân đã kiểm tra hết rồi không bỏ qua một xó xỉnh nào cả lương thụ lâm im lặng quay đầu vào trong phòng và nói với thương mai đang sững ra vương phi đắc tội rồi hạ quan xin cáo lui nói xong thì sải bước đi cấm quân cầm đuốc đi rất nhanh, giống như lúc tới vậy. Dù ma mà, mà sợ chết khiếp, sao bà ta có thể không nhận ra manh mối được? Thấy người đi rồi, bà ta nhanh chóng đóng kín cửa, sau đó gài khóa cửa, nói với Linh Lợi, vết thương nghiêm trọng không? Linh Lợi thở phào nhẹ nhõm, ma ma đừng lo, ta không sao, hắn ra tay rất nhẹ. Thương Mai lại nghi ngờ hỏi, tên lương thụ lâm có ý gì đây? Linh Lợi nói, tay ta quấn gạc, Hắn biết chắc ta là thích khách nhưng lại không nói ra, thậm chí còn nói với chúng ta là tạm thời hạ lâm thiếu ra không có gì đáng ngại, hắn ta là địch hay bạn đây? Thương Mai cũng thấy kỳ lạ, lập trường của Lương Thụ Lâm luôn thay đổi, hắn ta từng đầu quân cho thái tử, cũng từng đầu quân cho quý thái phi, thậm chí sau đó còn qua lại với Nam Hoài Vương, mà bây giờ là thống lĩnh cấm quân của Hi Vi cung. Người này tin được không? Chương 655, về đến Bắc Mạc. Nhưng có một chuyện nếu lương thụ lâm đáng tin vậy thì chắc chắn hoàng thượng muốn làm gì hạ lâm rồi hơn nữa tối nay linh lợi vào cung điều tra hắn ta lại khẩn trương cho người đuổi theo chuyện này nhất định có một bí mật to lớn nào đó mà hắn ta sợ người khác biết được bí mật này sốt cuộc là gì đây cô không thể để lâm lâm gặp nguy hiểm được nhưng nhất thời cô cũng không biết phải làm sao giờ cứ án binh bất động đã vẫn vào cung thỉnh an như thường hai ngày nữa ta lại đi hy vi cung Xem có thể gặp mẫu thân hay không. Thương Mai nghĩ rồi nói. Tuy mạo hiểm, nhưng cô vẫn lựa chọn tin lương thụ lâm một lần. Hắn ta nói tạm thời lâm lâm không gặp nguy hiểm. Nếu như bên cô quá mạnh bạo thì sẽ gây hại cho tình cảnh của hắn. Thương Mai thì sứt đầu mẻ chán. Mộ Dung Khanh cũng chẳng thoải mái gì. Hoặc nói là bên phía Tân Châu cũng chẳng thấy ung dung. Trước khi hắn ta về đến Bắc Mạc thì đã lập tức cho người thông báo cho Tiêu Kiêu. Bảo hắn ta quyết không được lui binh mà còn phải chiếm cứ vị trí có lợi. Rồi hắn ta lại cho người cấp tốc truyền tin cho An Thân Vương, bảo ông ta tiếp tục tiến đánh tiên bi, chỉ được thắng không được thua. Sau khi đánh bại tiên bi thì mang binh đi đường thủy chặn lại là thân vương của Bắc Mạc, chặn đường lui của sở kính, ngăn lại quân chỉ viện của hắn ta. Tiêu kiêu còn tưởng có thể hồi kinh, không ngờ mộ dung khanh lại để hắn ta trở về theo đường cũ, và có thể sẽ đánh chiến, hắn ta cực kỳ tức giận, hắn còn định trở về gặp tráng tráng tướng phẫn nộ, binh cũng phẫn nộ, qua chặng đường hành quân này bàn chân các tướng sĩ đều nổi vết chai, cuối cùng đã trở lại nơi đóng đô ban đầu nhanh hơn dự tính. Tiêu kiêu phân một phần binh lực để chỉ viện an thân vương và tiêu hầu ra, hắn ta đoán rằng dù khởi chiến với Bắc Mạc thì cũng có vài ngày, vì hiện nay lão hô ly sở kính đó vẫn chưa miễn trước Tân Châu. Kinh đô Bắc Mạc Tân Châu bị giam vào thiên lao vì tội danh mưu sát hoàng hậu, vụ án này được giao cho hình bộ thẩm tra xử lý, được hình bộ tiếp đi, Tân Châu cũng bị chuyển đến đại lao của hình bộ. Đại lao của hình bộ có thể coi như tường đồng vách sắt, muốn vượt ngục là một chuyện không thể. Sau khi Mộ Dung Khanh về đến Bắc Mạc thì vào triều văn quán gặp Kỳ Vương, Kỳ Vương cũng hết cách, có nhân chứng, vật chứng, hơn nữa nhân chứng còn là thái tổ mẫu của quận vương, lời khai của bà ta rất đáng tin. Mộ Dung Khanh hỏi, hoàng thượng bên đó có phản ứng gì? Kỳ vương nói, rất kỳ lạ là mấy ngày nay hoàng thượng không hề gặp bản vương, không chỉ thế mà còn không có mặt lâm chiều nữa. Lưu công công bên cạnh hoàng thượng nói hoàng thượng đau lòng buồn bã vì hoàng hậu bị ngộ hại nên đã thành bệnh. Hơn nữa, hoàng thượng còn nghiêm lệnh với hình bộ là phải nhanh chóng điều tra kỹ càng, định tội của tân đại tướng quân. Lưu công công, mộ dung khanh hít mắt, lưu sư, sở kính. Đúng thế, nhưng rõ ràng vào cái hôm xảy ra chuyện, hoàng thượng cho gọi bản vương, bảo bản vương nghĩ cách cứu tân châu ra nhưng hôm nay có vài quan viên đã dục dịch nói muốn bãi bỏ quân tịch của tân châu chỉ chờ thánh chỉ của hoàng thượng không thể bãi bỏ quân tịch của tân châu hiện nay nàng ta là đại nguyên soái của quân đội nếu không còn quân tịch thì sẽ mất binh quyền mộ dung khanh nói bản vương cũng biết nhưng không biết lúc nào hoàng thượng sẽ hạ chỉ bây giờ bản cung cũng không có cách nào gặp được hoàng thượng kỳ vương cũng thầm lo lắng mộ dung khanh nghe kỳ vương nói Đại thể đoán được chắc là hoàng đế đã bị khống chế, sở kính làm vui nhiều năm, lúc hoàng đế mới lên ngôi cũng không thanh tẩy một phen, thế nên trong cung có bao nhiêu người là tâm phúc mà sở kính đã xếp đặt, không ai biết được. Ngoài cung có một vị tần lão thái thái chạy vậy cho ông ta, vị tân lão thái thái này cũng không phải kẻ bình thường. Chỉ mong hoàng đế có thể đương đầu được. Tân Châu là quận vương, còn là đại tướng quân, có binh quyền trong tay, cả triều đình và bách tính đều nhìn nên hình bộ cũng không dám tùy tiện định tội. Không định tội thì hoàng đế không thể hạ thánh chỉ được. Biện pháp duy nhất lúc này là chứng minh Tân Châu vô tội, nhưng không thể để hình bộ độc lập thẩm vấn vụ án này được. Mộ Dung Khanh đột nhiên hỏi, có thể gặp Tân Châu không? Không thể, không ai được phép vào đại lao. Kỳ Vương không biết làm sao, hắn ta là vương gia mà càng ngày càng tệ thế này. Thấy Mộ Dung Khanh trầm tư suy nghĩ, hắn ta nói, gặp Tân Châu cũng vô ích thôi, sợ rằng nàng ta cũng không có cách nào mộ dung khanh lại lắc đầu không bản vương chỉ muốn biết thái độ của tân châu nàng ta có định nhận tội không không thể nào trừ phi nàng ta giết hoàng hậu thật chỉ là kỳ vương cũng không biết nên nói thế nào cứ thấy hoàng hậu không phải do tân châu giết nhưng nếu không phải là tân châu thì nhất định là lão thái thái giết hoàng hậu cũng không thể tự đâm mình một kiếm đúng không nếu tân châu biết là lão thái thái giết người thì sẽ biết lão thái thái muốn hãm hại mình thế thì sao mà nhận tội được Lời khai của mấy vị nương nương ở hiện trường, ngươi xem rồi chứ?" Kỳ Vương nói, "Xem rồi, các nàng nghe thấy tiếng cãi nhau của Tân Châu và Hoàng hậu, lão thái thái cũng có nói chuyện, nhưng giọng nói của lão thái thái khá nhỏ nên các nàng không nghe rõ. Nói tóm lại, lúc Hoàng hậu bị giết đã hét lên, các nàng đều nghe được." Mộ Dung Khanh nói, "Nhất định phải gặp Tân Châu một lần, bây giờ chúng ta không có manh mối nào." Khó Kỳ vương lắc đầu, muốn vào được đại lao của hình bộ chẳng dễ dàng gì, từng lớp cửa sắt, có thể nói là tường đồng vách sắt. Đáy mắt mộ dung khanh lóe sáng, vương ra làm quan ở kinh thành nhiều năm, chẳng lẽ không có người quen trong hình bộ hay sao? Kỳ vương suy nghĩ, rồi sắc mặt mừng rỡ có, có chứ, nhờ vương ra nhắc nhở, bản vương lập tức đi ngay, không cứu Tân Châu ra được, nhưng gặp mặt một lần, nói chung hắn ta vẫn làm được. Nói xong hắn ta vội vàng chạy đi. Tô Thanh lại lắc đầu, vị kỳ vương này, không biết nên nói hắn ta thảm quá hay gì đây, nhiều năm như thế mà còn không biết tích lũy quan hệ chính trị cho mình. Mộ Dung Khanh nói, được rồi, người thông minh cũng hiếm, dù là vô dụng, cũng còn hơn không có. Dạ, hôm nay chúng ta đã về, có muốn đi tìm Cao Phụng Thiên không? Không có hắn ta, chúng ta làm việc ở Bắc Mạc không được dễ dàng thế đâu. Tiêu Thác hỏi, Mộ Dung Khanh khoát tay, không vội. Tô Thanh lại nhìn ra manh mối, vương gia nghi ngờ Cao Phụng Thiên ư. Ánh mắt của lão cửu không sai đâu, hắn nói Cao Phụng Thiên thì đáng thì Cao Phụng Thiên đáng tin, nhưng mà Cao Phụng Thiên đáng tin cũng không có nghĩa là người bên cạnh hắn đáng tin. Các người nghĩ xem, từ lần đầu tiên chúng ta tiến đánh biên giới Bắc Mạc, bắt đầu từ lúc gặp Cao Phụng Thiên, người của Cao Phụng Thiên cứ đi theo chúng ta, dù là đóng trại thì Cao Phụng Thiên cũng sắp xếp người ở lại. Cao Phụng Thiên là muốn góp sức giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng dễ dàng bị người cố tình chui lỗ trống vậy thì người mà chúng ta có thể dùng được ở bắc mạc này không nhiều lắm tiêu thác nói còn an công chúa mộ dung khanh nói tiêu thác khoát tay mặt đầy chê bai là mấy nhà đầu và mấy lão ma ma trong phủ của công chúa ư cũng tính sao người ấy à đừng có xem thường mấy ma ma với đám nhà đầu đó hơn nữa an công chúa là người nhìn xa trông rộng hơn nữa trên tay nàng ta có cả ám vệ và binh lính trong phủ chỉ riêng mạng lưới giao thiệp của nàng ta trong những năm nay đã vượt xa Kỳ Vương hay Trấn Quốc Vương ra rồi. Ngộ Dung khanh nhắc đến Trấn Quốc Vương gia thì đột nhiên bật cười, có lẽ chúng ta gặp vị Trấn Quốc Vương gia này. Rốt cuộc ngài đã thu xếp hắn ở đâu? Không phải bản Vương thu xếp, mà bản Vương để Cao Phụng Thiên đích thân thu xếp cho hắn. Cao Phụng Thiên sẽ không để người dưới tay làm thay chứ. Tô Thanh lo lắng hỏi, nếu nghi ngờ người bên cạnh Cao Phụng Thiên nếu bọn họ nhúng tay vào thì sợ Trấn Quốc Vương ra cũng không còn. Không đâu, bản vương đã kiêng kỵ người bên cạnh hắn từ lâu rồi, thế nên mới cố ý nói với Cao Phụng Thiên thì đích thân hắn thu xếp, còn không cho phép nói ra thân phân của hắn ta với bất kỳ ai. Cao Phụng Thiên cũng biết đây không phải là chuyện đùa, dù sao thì Trấn Quốc Vương ra là vị vương gia phản nghịch, hắn giúp nghịch vương chạy trốn, nếu bị người khác biết thì hắn cũng khó xử. chương 656, lẻn vào trong tù. Tô Thanh bỗng hỏi, nếu là Cao Phụng Thiên bố trí, Vương Gia lại nói không qua tìm Cao Phụng Thiên thì làm sao có thể gặp được Trấn Quốc Vương Gia? Mộ Dung Khanh chậm rãi liếc nhìn hắn, không phải bản Vương tự mình bố trí, nhưng bản Vương vẫn có thể biết ông ta đi đâu, không cần phải tìm Cao Phụng Thiên. Nhưng hắn lại nhíu mày có vẻ buồn phiền. Tiêu thác gãi đầu, ôi, thật là mệt, có chuyện gì không thể đánh một trận à, cứ lừa qua lừa lại như vậy thật mệt mỏi. Đầu óc người chẳng bằng người ngoài, võ công cũng thua người ta. Nếu không phải ta dẫn người theo, chẳng biết người đã chết bao nhiêu lần rồi. Tô Thanh chế nhạo. Tiêu thác hừ một tiếng, đầu óc ta thua ngươi nhưng võ công lại cao hơn ngươi. Mấy năm nay ta cứu ngươi bao nhiêu lần chứ? Đúng là nói khoác không biết ngượng cũng chẳng đỏ mặt. Tô Thanh cười hì hì, đúng vậy, võ công của ngươi cao, chẳng qua là dựa vào vũ khí hồi môn của Loan Loan sao? Nói tới vũ khí, ta lại phải nói về chuyện mặt dày này ta nghe Trần Gia nói của hồi môn vốn không có những vũ khí kia, là người nào đó vào ngày thứ ba lại mặt đã lăn lộn trên mặt đất đòi chết đòi sống, nghe nói còn cọ sạch rêu xanh trên mặt đất của Trần Gia. Lão Thái Quân bất đắc dĩ mới để cho người chọn mấy cái. Tô Thanh, tiêu thác thẹn quá thành giận, đánh ra một trường, câm miệng, ta đâu có cọ đất chứ. Ta chỉ đòi lại công bằng thôi. Sao đòi lại công bằng phải nằm lăn trên mặt đất, đó chẳng phải là hành vi của lưu manh sao. Tô Thanh giơ tay cản lại, bắt đầu so chiêu với hắn ta. Ta xé nát miệng của ngươi. Tới đi, tới đi, tới đi. Tô Thanh khiêu khích, ngươi làm mà không cho người ta được nói à. Mộ Dung Khanh thấy hai người bắt đầu đánh nhau thì lắc đầu, ngồi xuống ghế tất cả yên tĩnh chút đi. Hai người đang gây âm, rất vui vẻ, sao có thể nghe lời hắn nói được. Cả hai vẫn người một trưởng ta một quyên đánh nhau. Mộ Dung Khanh thấy hai người không chịu dừng thì chợt tức giận, lại nghĩ tới uất ức phải chịu suốt mấy ngày qua thì không nhịn được nữa hắn nhảy lên và đánh một trường về phía hai người ba người nhất thời đánh lẫn nhau người một quyền ta một trường hắn một đá đánh suốt một khắc sau khi đánh xong mộ dung khanh đứng lên và phủi bụi bặm trên người cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều tô thanh cũng dừng lại nhìn mộ dung khanh cười thoải mái hơn chưa vừa rồi tô thanh thấy mộ dung khanh nhíu mày đã biết trong lòng hắn khó chịu bực bội mới cố ý khiêu khích tiêu thác đánh một trận, tiện thể kéo vương ra vào. Tuy hắn là người tao nhã nhưng cũng cho rằng không gì có thể làm người ta chút hết phiền muộn bằng đánh một trận. Mộ Dung Khanh liếc nhìn hắn, tự cho mình là thông minh. Chỉ là hắn cũng không nhịn được cong môi cười. Tô Thanh cười ha ha. Tiêu thác chẳng hiểu gì, sau đó nặn ra một nụ cười ngược, ha hét. Tuy không biết bọn họ cười gì, nhưng nếu bọn họ cười mà mình không cười theo, có vẻ mình rất ngu dốt lần này kỳ vương cuối cùng cũng được một lần oai phong, hôm sau hào hứng tới và nói đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể cho một người trà trộn vào trong thiên lao. nhưng người đó chỉ có thể trà trộn vào nói với tân châu mấy câu, chứ không có khả năng đưa nàng ta đi, cũng không thể ở lại quá lâu, bởi vì cứ một giờ sẽ có người tới tuần tra đại lao một lần. ngộ Mộ dung khanh hỏi rõ, mới biết hóa ra kỳ vương có quen biết với cai ngục trong đại lao giam giữ các quan lại. Đại lao của hình bộ được chia ra làm khu phòng giam dành cho người bình thường và khu phòng giam quan lại. Khu phòng giam quan lại sẽ nghiêm hơn khu phòng giam bình thường, cai tù có thể sắp xếp việc trực ban và điều động lính canh ngục, cho nên bọn họ có thể cải trang thành lính canh ngục để lẻn vào trong. Nhưng bởi vì trước khi lính canh ngục trực đều sẽ ký tên, nhận vũ khí ở phòng của phòng chứa vũ khí, đây là có đăng ký. Bởi vậy, cai tù chỉ có thể thu mua được một lính canh ngục trong đó sau khi gã đăng ký sẽ mượn cớ đi nhà xí ngồi một lát, để người ngụy trang kia lấy thân phận của gã lẩn vào trong. Vì cứ nửa canh giờ, đô quan môn xử lệnh trong hình bộ sẽ đi tuần một lần, kiểm tra thân phận của lính canh ngục. Bởi vậy, thời gian trao đổi thân phận này không thể quá nửa canh giờ. Bằng không, người đó sẽ bị đô quan môn xử lệnh nhận ra. Tô Thanh và Mộ Dung Khanh nhìn nhau và không khỏi thâm thở dài. Kỳ vương à kỳ vương, tốt xấu gì ngươi cũng quen biết với một đô quan môn sử lệnh mà. Kỳ vương vân đặc biệt hưng phấn, trước đây bản vương đã từng cứu hắn một lần. Lúc đó hắn phạm sai lầm, hình bộ thượng thư muốn loại bỏ hắn. Bản vương đúng lúc đang ở hình bộ nên xin tha cho hắn. Không ngờ được hắn còn nhớ ơn của bản vương, người này thật tốt. Cuối cùng mộ dung khanh cũng biết vì sao nhiều năm qua phái chủ hòa vẫn không có cách nào ra mặt, bởi vì nhân vật đứng đầu phái chủ hòa này thậm chí không có cách nào khơi thông quan hệ, hoặc nói hắn ta không ý thức được điều này. Hắn ta luôn cảm thấy làm việc chính là làm việc, chỉ cần dựa vào một chữ lý thì chuyện gì cũng thông suốt, bởi vậy không quan hệ xã giao. Bây giờ gặp phải chuyện không thể dựa vào nói đạo lý, hắn ta vắt óc mới nghĩ ra được một cai tù. Chỉ là thấy hắn ta hưng phấn, mọi người cũng không nỡ vạch trần. Tiêu thác tự đề cử mình vào trong tù, nhưng mộ dung khanh cho rằng Tô Thanh là người cẩn thận tỉ mỉ, để hắn đi tương đối thỏa đáng hơn. Tô Thành tất nhiên việc nhân đức không nhường ai, đi theo Kỳ Vương. Đại lao của hình bộ được canh phòng cẩn thận, đây không phải là chuyện đùa đâu. Một bức tường dày ngăn cách đại lao cùng phòng làm việc của hình bộ. Bọn họ đi qua bức tường, lại lần lượt vượt qua tổng cộng 5 cửa mới tới gần đại lao của hình bộ. Bố trí trong đại lao không phải được tách ra bởi các song sắt mà là từng gian phòng băng đá xanh kiên cố, trong phòng giam có lắp cửa sắt. Ở giữa là một hành lang rộng rãi hai bên là rất nhiều phòng giam tối tăm u ám ẩm ướt ở đây không thấy ánh mặt trời từ lâu mà phòng hình phạt lại ở gian đầu tiên của đại lao luôn có mùi máu tươi bay ra mãi vẫn không hết hoàn cảnh bên phòng giam quan lại sẽ đỡ hơn trên nóc có một miếng ngói ban ngày sẽ có ánh sáng chiếu vào lại tương đối sạch sẽ vì ở một vị trí khác nên ở đây cũng không có mùi máu tanh cai tù dẫn theo tô thanh đi tới tô thanh cúi đầu nhắm mắt theo sát cai tù Tân Châu được giam giữ ở phòng giam cuối cùng, khi gần đến nơi, cai tù bỗng cản Tô Thanh lại. Tô Thanh khẽ run lên, lập tức biết lý do cai tù ngăn cản hắn. Trong phòng giam của Tân Châu có người, có tiếng nói vọng tới. Vì đã khuya, trong phòng giam tối tăm, Tô Thanh nhìn qua nhưng không nhận ra được đó là ai, chỉ biết đại khái có thể là một lão bà. Chẳng lẽ là lão thái thái Tân gia? Tô Thanh cẩn thận bước lại gần, dựa người vào sát vách tường lăng nghe tiếng nói chuyện tô thanh đoán không sai người tới chính là thái tổ mẫu tân châu lão phu nhân tân gia nhưng cho dù tô thanh tới rất gần vẫn không nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong lòng hắn không khỏi sốt ruột hơn nữa hắn không có nhiều thời gian tân lão thái thái còn không đi đến lúc đó đô quan môn sử lệnh tới kiểm tra thì phiên rồi đang lúc hắn cuống lên chợt thấy có bóng người lay động hắn vội vàng kính cẩn đứng thẳng và cúi đầu cai tù cũng cúi người, xin tiến lão phu nhân. Tần lão phu nhân không hề nhìn gã, chỉ thản nhiên căn dặn, không cho phép để quận vương phải chịu uất ức, bằng không lão thân sẽ lấy mạng chó của ngươi. Vâng, vâng, cai tù không ngừng đáp. Tần lão phu nhân đi rồi, bắp chân cai tù như nhũn ra, mẹ ơi, uy phong của lão thái thái này thật lớn. Tô Thanh nhìn theo bóng lưng của lão phu nhân, đó không phải là uy phong, đó là sát khí, khí thể giết chóc. Chỉ có một chiến tướng mới có khí thế giết chóc như vậy. Cho dù bà ta có cố gắng che giấu đi, cũng không thể che giấu được khí thế này. Chương 657: Thuyết phục Tân Châu. Nghe được tiếng cửa sắt loảng xoảng, cai tù vội vàng nói với Tô Thanh, đại nhân, ngài mau qua đi, không còn nhiều thời gian đâu. Tô Thanh chắp tay và bước nhanh vào trong phòng giam của Tân Châu. Trong phòng giam không có đèn, chỉ dựa vào ánh đèn hắt ra từ trên tường của hành lang đi. Tân Châu thấy có người tới thì chợt ngẩng đầu, lắng lặng nhìn một lát mới kinh ngạc nói, là ngươi. Tô Thanh thấy Tân Châu tiểu tụy đi rất nhiều, tóc tai rối bời, mặc trang phục có chữ tù của phạm nhân hình bộ. Nhưng dù vậy, khí thế của nàng ta vẫn không giảm. Quận Vương, Vương ra lệnh cho ta tới đây, Tô Thanh khẽ nói. Vương ra, mộ dung khanh à, Tân Châu đứng phát dậy và có vẻ tức giận, không phải các ngươi đã đi rồi à? Sao còn quay lại đây? Hạ thương mai thì sao? nàng cũng quay lại luôn à tô thanh lắc đầu không chỉ có vương gia và ta quay lại vương phi đã ở đại chu rồi tân châu nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không nói lời nào nữa tô thanh tận dụng thời gian hỏi quận vương rốt cuộc mọi chuyện thế nào là ai giết hoàng hậu tân châu thản nhiên nói người bảo mộ dung khanh về đi đừng ở lại bắc mạc nữa tình hình đại chu đại khái cũng không dễ dàng gì một mình hạ thương mai ở đại chu không an toàn hắn không cần lo lắng cho ta, nên làm gì thì cứ làm. Tô Thanh ngẩn người, người có ý gì? Lẽ nào người thật sự giết vương hoàng hậu? Tân Châu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, có phải ta giết hay không thì có gì quan trọng chứ? Quan trọng nhất, người ngồi trong tù bây giờ là... Ta! Người điên à, Tô Thanh quá to, người cũng biết, một khi người bị định tội, sẽ bị tước quân tịch, đến lúc đó binh quyền đều mất hết. Người không cần căng thẳng, đương kim hoàng thượng sáng suốt, sẽ không dễ phát động binh. Hơn nữa, Đại Chu và Bắc Mạc đã ký kết hòa ước. Đại Chu các người đại khái có thể không cần quan tâm tới chuyện này. Tân Châu nói, Tô Thanh cười lạnh, có lẽ người vẫn chưa biết sở kính còn chưa chết nhỉ. Ông ta chẳng những không chết, tất cả đều là âm mưu của ông ta. Tân Châu cười, người nghe ai nói chuyện này vậy? Ta từng tận mắt nhìn thấy thi thể của ông ta, thi thể của ông ta bị chém nát như mà còn có thể sống được, vậy đúng là gặp quỷ rồi. Ngươi từng nhìn thấy thi thể của ông ta, nhưng ngươi đã kiểm tra qua chưa? Lúc đầu linh lợi giả mạo ngươi giống như đúc, ngươi đã thấy chưa? Tô Thanh hỏi ngược lại. Tân Châu nghiêm mặt nói, không thể nào. Theo ta được biết, Bắc Mạc không có ai biết thuật dịch dung. Mà muốn giấu được nhiều người, dù cho có người biết cũng không thể giỏi như vậy được. Vậy nếu không phải là người của Bắc Mạc thì sao? Mặt Tân Châu thoáng biến sắc, người nói tất cả đều là âm mưu. Vậy cũng quá buồn cười dù sao cũng không thể nói ông ta lập kế cho Sở Nguyệt trở về đăng cơ chứ. Làm vậy chẳng phải là chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế cho người khác sao? Sao có thể chắp tay nhường cho người khác được? Ông ta không chết thì thế lực vẫn còn, lại có thái tổ mẫu người chạy vậy cho ông ta. Đến lúc đó người vừa chết, binh quyền sẽ trở lại trong tay ông ta, chẳng phải tốt hơn trước sao? Nếu đổi thành trước đây, người sẽ trả lại binh quyền cho ông ta sao? Tân Châu tức giận, Tô Thanh, người càng nói càng quá đáng. Cuối cùng còn nói thái tổ mẫu của ta cũng dính dáng tới chuyện này. Bà luôn phản đối chiến tranh đấy, đừng nói lời của ngươi không phải là thật, cho dù là thật, sở kính còn chưa chết, bà cũng sẽ không giúp ông ta. Tô Thanh cười lạnh, vậy ngươi nghĩ xem, vì sao ngươi lại ở trong đại lao? Vương Hoàng hậu không phải do ngươi giết, là thái tổ mẫu của ngươi giết, đúng không? Các ngươi cãi nhau trong điện, thái tổ mẫu của ngươi bỗng nhiên ra mặt giúp ngươi, giết Vương Hoàng hậu chỉ là quận vương gia, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, thái tổ mâu của ngươi là ai. Bà sẽ vọng động như vậy chỉ vì hoàng hậu và ngươi có tranh cãi mà ra tay giết người à. Đây chính là hoàng hậu đấy. Còn nữa, có phải chuyện cưới hỏi của ngươi và cháu trai Long lão tướng quân cũng là do thái tổ mẫu của ngươi đề nghị không? Tân Châu tái mặt, không phải. Tô Thanh giỏi nắm bắt tâm lý, thấy nàng ta như vậy đã biết nàng ta đang suy nghĩ gì, thật ra trong lòng ngươi đều hiểu, ngươi chỉ không thể tin được, người thậm chí không dám nghi ngờ bà ta vẻ mặt tân châu trở nên lạnh lùng người đi đi bảo mộ dung khanh trở lại đại chu người tưởng vương ra muốn ở đây sao nếu không phải vì tránh cho hai nước giao chiến chúng ta còn phải quay về à cũng đã đến cửa nhà rồi tô thanh tức giận nói tân châu lắc đầu đi đi ở đây không cần các ngươi ta tin tưởng vào hoàng thượng ta cũng tin tưởng tất cả những gì bản thân ta thấy sở kính đã chết người đã chết rồi dù thế nào cũng không thể sống lại được tô thanh tức giận nói sao ngươi ngu ngốc hồ đồ vậy ngươi thả tin thái tổ mẫu hại ngươi cũng không tin tất cả nghi ngờ của ngươi sao cai tù ở bên ngoài khẽ nói đi mau thôi sẽ tuân ta bây giờ đấy tô thanh cố nhẫn nhịn nói với ẩn ý sâu xa đốt núi lang vĩ cũng là âm mưu của sở kính chính là muốn ép ngươi làm phản trước khi ngươi làm phản hẳn xúi dục trấn quốc vương ra làm phản Trấn Quốc Vương ra làm phản là do ta xúi dục. Là ngươi bảo thái tổ mẫu của ngươi đi, nhưng đồng thời đây cũng là ý của sở kính. Cai tù thấy hai người còn nói chuyện thì bước tới kéo Tô Thanh, không thể nói nữa, phải đi ngay. Tô Thanh thấy vẻ mặt nàng ta vẫn lạnh lùng thì tàn nhẫn nói, được, xem ra ta phải báo tin cho thương mai, để nàng ấy tự mình đến đây. Nàng ấy luôn đa mưu túc trí, chắc hẳn có thể hóa giải được tình cảnh khó khăn lần này. Tân Châu lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói, người kéo nàng tới làm gì? Chuyện này có liên quan gì tới nàng chứ? Các ngươi nhanh về đi, đừng dính vào chuyện này nữa. Ta tự có chủ trương. Cai tù kéo mạnh Tô Thanh, hắn chỉ đành nói, ngươi suy nghĩ đi, xem thái tổ mẫu của ngươi có đáng để ngươi tín nhiệm không. Hắn nói xong, nhanh chóng theo cai tù rời đi. Tân Châu ngồi phịch xuống, hai tay che mặt và hít sâu một hơi. Không phải nàng ta không muốn tin tưởng Tô Thanh mà là không dám đó là thái tổ mẫu của nàng ta người nàng ta kính trọng nhất trên đời này hơn nữa lập trường của bà ta rất rõ ràng không phải là người của phái chủ chiến thái tổ mẫu ta không tin nàng ta lẩm bẩm nàng ta nghĩ tới trước đây mình là người của phái chủ chiến từng mấy lần chọc giận thái tổ mẫu bà ta là một người luôn mong được hòa bình chỉ là chỉ là nếu bà ta là người muốn hòa bình vì sao chưa từng tham dự vào chuyện của phái chủ hòa sau khi Tô Thanh trở về lại kể cho Mộ Dung Khanh biết phản ứng của Tân Châu, tức giận nói, thật ra trong lòng nàng ta biết thái tổ mẫu của mình không đáng tin nhưng lại chẳng làm gì cả. Sau khi Mộ Dung Khanh nghe xong thì suy nghĩ một lát, từ đầu tới cuối đều là cạm bẫy, nàng ta ở sâu trong đó, sao dễ nhìn thấu được. Hơn nữa nàng ở trong nhà giam nên không biết gì về tin tức phía ngoài. Người yên tâm đi, nàng ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tân Châu không như người khác. Trong lòng nàng ta có quốc gia này, có dân chúng và tướng sĩ của quốc gia này, cho nên nàng ta sẽ không cho phép mình chìm đắm trong sự tin tưởng mù quáng đối với thái tổ mẫu. Nghe Mộ Dung Khanh phân tích như vậy, Tô Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, hy vọng nàng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn, bằng không tới lúc lên công đường thẩm vấn, nàng ta vẫn kiên trì gánh tội thay cho thái tổ mẫu của nàng ta, thừa nhận là nàng ta giết vương hoàng hậu, vậy sẽ phải giao ra quân quyền mất. Còn 5 ngày nữa sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý, trong 5 ngày này Hy vọng Kỳ Vương có thể tranh thủ tham dự vào trọng án này." Mộ Dung Khanh nói. "Không có khả năng đâu." Tiêu Thác một lời nói toạc ra, Kỳ Vương hành sự bất lực. Tô Thanh và Mộ Dung Khanh liếc nhìn nhau, ngay cả Tiêu Thác cũng biết chuyện này, xem ra Kỳ Vương thật sự không có. Tác dụng gì? Chương 658: Trấn Quốc Vương gia. Trấn Quốc Vương gia được Cao Phụng Thiên bố trí cho ở trong một thôn trang hẻo lánh ở La huyện. Ban đầu ông ta cho rằng mộ dung khanh sẽ thu xếp cho mình đến đại chu không ngờ vẫn chưa ra khỏi dưới chân thiên tử tuy trong lòng ông ta có oán hận nhưng mấy ngày qua cũng bình tĩnh lại không thấy có truy binh tới lục soát nữa thôn nhỏ chỉ có mấy trăm người khi bị động đất đã chết hơn trăm người bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ còn lại hơn ba trăm người cao phụng thiên có ơn với dân chúng trong thôn khi hắn ta dân trấn quốc vương ra tới lại nói là một anh họ tha hương vì chạy nạn mới tới đây muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh sống. Người dân trong thôn Lương Thiện cũng nhiều lần chiếu cố ông ta. Trấn Quốc Phương ra biết mạng nhỏ của mình nằm trong tay của người ta nên không dám tự cao tự đại, nhưng dù sao giặt quần áo nấu cơm, chuyện gì cũng không biết, lại thêm sau khi ông ta bị bệnh thì cứ ho khan mãi, sức khỏe kém hơn rất nhiều. Lâu ngày, người dân trong thôn lại gọi ông ta là một tên lười. Vì ông ta là anh họ của Cao Phụng Thiên nên mọi người cũng không bất kính, thỉnh thoảng tới nấu cơm giúp ông ta, về phân giặt quần áo và một số công việc sinh hoạt trong nhà, ông ta phải tự mình làm. Vị vương gia này sống cao sang hết nửa đời người vương gia, lần đầu tiên nếm phải cảm khắc cực khổ khi làm dân chúng. Điều này quả thật là muốn lấy nửa cái mạng ông ta đấy. Tên lười, hôm nay ngươi lại không xuống ruộng làm à. Thôn dân Trần Tam Ca đi qua trước cửa nhà bọn họ, cười trêu. Trần Quốc Vương gia dựa sát vào bên cửa, lười biếng nói, hôm nay đau đầu. Chẳng phải hôm qua ngươi nói đau bụng à, sao hôm nay lại biến thành đau đầu vậy? Trần Tam ca biết ông ta là một người quen giả vờ, cũng không nhịn được mà cười ông ta. Hôm qua đói, cho nên đau bụng, có lẽ là uống không đúng thuốc, hôm nay lại biến thành đau đầu. Cao Phụng Thiên thu xếp rất tốt, chuẩn bị cho ông ta một mẫu ba phần đất, chỉ cần chăm chỉ lao động trồng trọt, vẫn đủ để ăn uống. Nhưng, Vị vương gia này thậm chí còn chẳng biết nấu cơm, sao có thể xuống ruộng được. Trần Tam ca lắc đầu, người lười biếng như vậy, đến khi thu hoạch sẽ chẳng có gì đâu. Ngày mai ta sẽ xuống ruộng." Trấn Quốc Vương gia uất ức nói. Trần Tam ca vác quốc đi, trước khi đi còn nói một câu, "Bữa tối đến nhà ta ăn đi, con gà mái trong nhà bị chết, thề tử ta nói sẽ nấu canh." "Được, được." Hai mắt Trấn Quốc Vương gia phát sáng, có thịt ăn thì thế nào cũng được hết. Từ lúc tới đây, khi Cao Phụng Thiên còn chưa đi, ông ta đã ăn hết thịt, sau đó không phải khoai lang thì là khoai sọ, ăn nhiều làm ông ta trướng bụng, suốt ngày đánh rắm. Khi đám người mộ dung khanh tới, Trấn Quốc Vương ra đúng lúc mới ăn cơm ở nhà Trần Tam Ca về, trong miệng cắn một cọng cỏ, thỏa mãn lắc lư cái đầu. Nghĩ tới trước đây, bào ngư nhân xâm vây cá cũng không ngon như vậy. Ông ta vừa nói xong thì thấy có ba người đứng ở trước cửa nhà mình. Ông ta đi tới gần nhìn, thấy là mộ dung khanh thì cười lạnh ấy, hôm nay có khách quý đây. Ta đặc biệt tới thăm sở huynh, sở huynh sống thật thoải mái đấy. Mộ dung khanh lại cười nói. Trấn quốc vương ra đấy cửa gỗ vào phòng và đốt đèn, nhà nghèo đơn sơ, hy vọng không thất lễ với khách quý. Ông ta ngồi xuống ghế, đó là một chiếc ghế chân thấp được lấy từ nhà thôn trưởng tới. dáng người ông ta cao lớn, ngồi trên ghế thấp luôn cảm thấy không hợp, nhưng ông ta vẫn ngẩng cao đầu, thể hiện ra phong thái của vương gia, hoàn toàn không có vẻ lười biếng ban ngày. Trong phòng, ngoại trừ cái ghế này cũng chỉ có một chiếc ghế dài. Ông ta chỉ tay, mời nhiếp chính vương ngồi. Mộ dung khanh cũng không khách sáo, nâng tay áo lên và ngồi xuống. Sở huynh quả nhiên là người làm chuyện lớn, có được giãn được. Mộ dung khanh cố gắng nói chuyện có vẻ chân thành một chút. Về điểm có được giãn được, từ lúc hắn đưa ra giao dịch ở trong nhà giam, đã biết được rồi vì sống sót, ông ta cũng thật sự không biết xấu hổ. Nhưng nếu không thể sống sót, lại cần mặt mũi làm gì? Nghĩ lại, ông ta cũng là một người thức thời. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai nói trước được chuyện sau này chứ? Trấn Quốc Vương ra cười lạnh. Tiêu Thác và Tô Thanh không có chỗ ngồi, đi dạo quanh vòng với vẻ vô cùng buồn chán. Khi hắn ta đi tới bên bàn lại liếc qua, Khoai Lang. Đó là điểm tâm của bản vương. Trấn Quốc Vương ra liếc nhìn hắn ta và chậm rãi nói, ăn thịt nhiều, ăn ít khoai lang cho dễ tiêu. Dường như ông ta vẫn vị Trấn Quốc Vương ra có vô số ấp phong kia. Đồ ngon đấy, ta đói rồi, có thể ăn một miếng không? Tiêu thác thích ăn nhất là những hoa màu này, vừa nhìn đã thèm ăn. Ăn, ăn đi, nhìn vẻ tham ăn kìa. Trấn Quốc Vương ra khinh thường nói, ông ta đã ăn no thịt, tất nhiên không để ý tới mấy củ khoai lang này tiêu thác cầm bát tới ngưỡng cửa và ăn rất nhanh. Mộ Dung Khanh nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của hắn ta thì lắc đầu, sau đó nhìn Trấn Quốc Vương ra, hôm nay ta tới đây là có một chuyện muốn nhờ sở huynh dạy bảo. Trấn Quốc Vương ra khoát tay, nếu nói chuyện phiếm thì bản vương hoan nghênh. Nếu liên quan đến chuyện trong chiều, tha lỗi cho bản vương không thể nói. Sở huynh, đây là chuyện quan trọng. Mộ Dung Khanh lấy một miếng vàng từ trong tay áo ra, chẳng biết vô tình hay cố ý lại nghịch trong tay vẫn mong sở huynh có thể nói cho ta biết ánh mắt trấn quốc vương ra trợn tròn hiện lên bong bóng đáng yêu như trong giấc mơ vàng hà có vàng ông ta lại có thể ăn thịt mà không cần xuống ruộng làm việc trước đây ông ta có rất nhiều vàng đúng là phượng hoàng rơi xuống còn chẳng bằng gà ông ta ho khan một tiếng cố gắng thu lại tầm mắt và nuốt nước miếng muốn thay đổi một tư thế thoải mái nhưng bị kẹt trong ghế nên không thể thay đổi được chỉ có thể hơi động đậy hai người mà ngươi dẫn tới là nô tài của ngươi à? Như vậy đi, đừng nói bản vương quá mức vô tình, bên ngoài có hai bộ quần áo. Ngươi bảo bọn họ giặt, lại rửa bát đúa, quét dọn trong phòng bếp. Sau đó các ngươi muốn hỏi gì, bản vương sẽ trả lời. Tiêu thác đang ăn khoai lang, vừa nghe ông ta nói vậy thì suýt chết nghẹn, phải cố dướn cổ nuốt xuống, khó nhọc nói chúng ta không phải là nô tài. Nếu ngươi ăn khoai lang của người ta thì phải rửa bát lúc rửa bát thuận tiện cọ xong nồi bát đũa đi. Mộ Dung Khanh thản nhiên căn dặn, sau đó nhìn Tô Thanh. Hắn còn chưa lên tiếng, Tô Thanh đã tự động tự giác nói, ta đi giặt quần áo. Tiêu thác rất không tình nguyện, đây là chuyện của phụ nữ, ta có phải đâu. Đi, đi thôi, rửa chén cũng đâu khiến người chết được. Tô Thanh nắm lấy cánh tay hắn ta kéo ra ngoài, đi xa rồi vẫn nghe được tiếng tiêu thác tức giận mắng. Trần Quốc Vương ra thấy hai người ra ngoài làm việc, lúc này mới hài lòng nhìn. Vàng trong tay mộ dung khanh, ông ta trầm ngâm một lát mới nghỉ ngờ nói, thứ trong tay ngươi hơi quen. Trước kia bản vương cũng có, Người có thể cho bản vương xem thử được không? Mộ dung khanh ném qua, trần quốc vương ra dùng một tay đón lấy, thậm chí không nhìn đã để luôn vào trong tay áo và ho khan một tiếng. Nói đi, có chuyện gì? Mộ dung khanh nhìn động tác của ông ta lưu loát như vậy thì không khỏi thán phục. Sau này, người này mà được thế thật sự ra ngoài không chừng là một nhân vật lớn mộ dung khanh nhìn ông ta hỏi là vậy ta muốn biết trước đây khi lão thái thái tân ra đi tìm ngươi đã nói gì với ngươi hoặc nói là đã từng bảo đảm gì với ngươi sao ngươi có thể ngoan ngoãn tin tưởng lời bà ta nói dẫn người vào cung mà không hề nghi ngờ gì theo lý thuyết lão thái thái này không quản chuyện đời nghe nói trước đây bà ta cũng không phải là người phái chủ chiến ngươi sẽ không tin tưởng bà ta chương 659, ẩn tình năm đó. Trấn Quốc Vương ra phẩy tay, cũng chẳng mấy tức giận, tựa như đã hiểu rõ kết quả thất bại này. Ông ta nói, bổn vương tin bà ta cũng không phải không có lý do, bà ta sao lại không phải người của phái chủ chiến chứ? Sự thật là, bà ta chính là người của phái chủ chiến, bốn vương biết, hoàng thượng biết, tào hậu cũng biết, bà ta chỉ là không ra mặt thôi. Tân Châu không biết sao, mộ dung khanh hỏi, Chấn quốc vương ra cười cười, tân châu chỉ am hiểu cầm quân đánh trận, sao mà biết quan sát lòng người. Hơn nữa nàng ta lại kính trọng lão thái thái như thế, dù cho lão thái thái lòi đuôi chuột, nàng ta cũng sẽ không tin. Vậy hôm đó lão thái thái đến tìm ông, đã nói với ông những gì? Bà ta mang theo thư do chính tay tân châu viết, nói sẽ phò trợ hết sức cho bổn vương, chỉ cần bổn vương đồng ý, sau khi đăng cơ, tích cực cứu giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hơn nữa không được lạm dụng binh quyền với các nước láng giềng, tất nhiên bổn vương đồng ý, có được sự hỗ trợ của Tân Châu, hoàng vị chính là của bổn vương. Nói vậy, ông tin Tân Châu chứ không phải tin bà ta. Nếu là bà ta, bổn vương vẫn chưa tin tưởng đâu, bà ta chính là một con hồ ly, hai, cũng trách bổn vương ham mê danh lợi, một lòng muốn làm hoàng đế, theo cách của bà ta, thực ra suy nghĩ cẩn thận sẽ biết. Bà ta trung thành tận tụy với hoàng thượng, sao lại vì bổn vương mà quay lưng lại với hoàng thượng chứ? Ta vẫn thật không hiểu được, Mộ Dung Khanh nhìn ông ta, lão thái thái Tân gia sao lại trung thành với hoàng thượng như thế? Tuy nói Tân gia được như hôm nay là nhờ hoàng thượng thánh ân, nhưng đây chỉ là nói ngoài miệng thôi, mọi người đều biết, Tân gia được như hôm nay, tất nhiên là nhờ mấy đời đổ máu chiến đấu mà giành được. Nét mặt trấn quốc vương ra băn khoăn, việc, việc này bổn vương không biết đấy mộ dung khanh nhìn nét mặt ông ta là biết ông ta chắc chắn hiểu rõ ẩn tình hắn lại lấy ra một thỏi vàng đùa nghịch trong tay trấn quốc vương ra bước đến cướp đi bổn vương toi rồi lại bị ngươi nhìn thấu thù này sau này tất báo đợi bổn vương một bước lên mây sẽ lấy một bao vàng đè chết ngươi được bổn vương sẽ đợi mộ dung khanh nói với vẻ vô cùng chân thành trấn quốc vương ra ngồi xuống bày ra dáng vẻ của đại gia lần này rất có khí chất bởi tốt xấu gì ông ta cũng là người có tiền, có vài tin tức lặt vặt, có điều không biết là thật hay giả, có người nói, mẫu phi của sở kính là tân nhược chỉ tiểu thư của tân gia. Hả, nghe nói, mộ dung khanh không hiểu, mẫu thân của sở kính không phải Hoàng Thái Hậu sao? Sở kính sinh được ba tháng, đã được Hoàng Thái Hậu nhận nuôi, về phần mẫu thân của ông ta là ai thì chẳng người nào biết, Phụ Hoàng cũng chưa từng nói, sau khi được nuôi dưỡng bên người Hoàng Thái Hậu, lúc một tuổi đã phong ông ta làm thái tử. Xem trọng như vậy, e rằng chỉ có vị tân nhược chi tiểu thư của Tân gia. Tân Nhược Chi là con gái của lão thái thái. Đúng vậy, là con gái của lão thái thái, năm đó có tin đồn bà ta chưa chồng đã chửa, sau đó nhảy sông tự sát, nghe nói là lão thái thái ép bà ta nhảy sông tự vẫn, đương nhiên, đây đều là tin lặt vặt, không được chứng thực, về phía Tân gia đã tuyên bố với bên ngoài Tân Nhược Chi trượt chân rơi xuống sông chết. Mộ Dung Khanh nói, nếu là thật vậy sở kính chính là cháu ngoại của của lão thái thái tân gia, bà ngoại trợ giúp cháu trai của mình, vậy mọi chuyện đều hợp lý rồi. Cũng có thể xuất phát từ sự hổ thẹn với Tân Nhược Chi, năm đó Tân Nhược Chi vốn là người được chọn vào cung, Tân Nhược chỉ có ý trung nhân, sống chết không chịu nhập cung, tóm lại chuyện này rất ồn ào. Bên trong chắc có ghi chép, mộ dung khanh nói, Trấn Quốc Vương ra cảnh báo, tóm lại, phải cẩn thận lão bà này, bà ta rất giỏi đấy, chuyện mấy năm nay sở kính làm, đa số do bà ta sắp xếp. Tào hậu tưởng mình hơn người, thực ra bà ta làm gì được bằng phân nửa lão thái thái. Trấn quốc vương ra bỗng hỏi, phải rồi, Tào hậu thì sao? đã chết chưa? chưa chết, hoàng thượng giữ lại cái mạng của bà ta. nhân từ vậy sao? mẫu thân của Sở Nguyệt do bà ta giết, thủ đoạn tàn độc. nếu bổn vương là Sở Nguyệt, tuyệt đối không tha cho bà ta. nhưng sống cũng chẳng sung sướng gì. mộ dung khanh nói. Trấn Quốc Vương ra gật đầu, vậy thì tốt, về nói với Tân Châu, để nàng ta đừng tin thái tổ mẫu của mình nữa. Sau khi Tân Châu giết Hoàng hậu, đã bị giam vào thiên lao. Trấn Quốc Vương ra hả một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, có điều, sau đó lại phất tay, không ngoài dự liệu, sở kính vẫn chưa chết, lão thái thái Tân ra thế nào cũng sẽ lo liệu cho ông ta, Tân Châu bị phế chỉ là chuyện sớm muộn. Trừ phi nàng ta có thể hạ quyết tâm đối đầu với cả gia tộc, nhưng bổn vương biết, Tần Châu tin tưởng vị thái tổ mẫu này vô điều kiện, cũng vô cùng sùng kính gia tộc, muốn nàng ta phản tân ra, đồng nghĩa muốn nửa cái mạng của nàng ta. Nhưng người ta hiện muốn cả cái mạng của nàng ta. Cuối cùng, ông ta bổ sung một câu, hy vọng nàng ta có thể thông suốt, hiện binh quyền vẫn nằm trong tay, nếu nàng ta muốn phản nhất định có thể làm được. Mộ Dung Khanh lại hỏi tình hình của Lạc Thân Vương, Trấn Quốc Vương ra nói cặn kẽ chi tiết. Sở kính và Lạc Thân Vương rất thân, nếu sở kính mở miệng, lạc thân vương sẽ toàn lực tương trợ nói xong trấn quốc vương ra thân bí nói có điều muốn chia rẽ quan hệ giữa hai người cũng không phải không thể bổn vương biết một số tin lặt vặt hửng mộ dung thanh hào hứng nhìn ông ta xem ra trấn quốc vương ra nhiều nguồn tin nhỉ thật giống bà tám trấn quốc vương ra duỗi tay vỗ hai cái ánh mắt sáng ngời thành thật mộ dung khanh lấy túi tiền ra quăng hết cho ông ta tin phải đáng giá đấy Trấn Quốc Vương ra cười hê hê, nói, đáng mà, đương nhiên là đáng. Ông ta ước lượng túi tiền, sau đó đổ vàng ra, quăng lại túi cho hắn, không cần túi, đỡ phải tai mắt, không thể để lộ sự giàu có. Mộ Dung Khanh nhận lấy, cất vào tay áo, nói. Trấn Quốc Vương ra ghé sát hắn, vương phi của lạc thân vương, năm đó, sau khi rời cung trở về thì thắt cổ tự vẫn, sau đó Hoàng thượng xử phạt cung phi nương nương đã buông lời nhục mạ lạc thân vương phi, nhưng không phải lạc thân vương phi tự vẫn do mấy câu trách mắng kia của cung phi nương nương, mà còn có ẩn tình khác. Ẩn tình gì, mộ dung khanh nhìn dáng vẻ có cưa ông ta, hắn rất muốn cởi giày ra đập mạnh vào mặt đối phương, kể chuyện có thể kể hết một lèo được không? Trấn quốc vương ra kéo ghế, nhích qua, năm đó, sở kính sức lực dồi dào, lạc thân vương phi và vị liên thúy ngữ của đại chu tướng mạo khá giống nhau, mọi người đều biết, sở kính thích liên thúy ngữ. Vì vậy sở kính đã từng làm nhục lạc thân vương phi, về phần làm nhục cỡ nào thì không ai biết. Ánh mắt mộ dung khanh lóe sáng, sao ông lại biết? Làm nhục em dâu, sao sở kính lại để người khác biết được? Năm đó thái giám hầu hạ sở kính bị xử lý kín đáo, chuyện này do sở kính nhờ bổn vương làm, lúc tên thái giám sắp lìa đời, hắn đã tiết lộ chuyện này để câu xin tha mạng. Vậy cũng khá đáng tin. Nếu người không tin, cũng có thể điều tra xem, việc này, lão nhân trong cung thể nào cũng biết, sở kính giết tất cả mọi người, nhưng những người đó cũng có thân nhân, việc này không giấu nổi. Mộ Dung Khanh gật đầu, vừa nãy ông nói, sở kính thích liên thúy ngữ. Chính là mẹ của Vương Phi nhà người, năm đó vừa thấy bà ta ở Đại Chu đã kinh tâm động phách trước vẻ đẹp ấy, về nước tương tư một khoảng thời gian, còn phái người đi câu thân, nhưng đáng tiếc, liên thúy ngữ đã gả cho lão già hạ hòe quân, lãng phí thật. chương 660, sẽ không tự sát trốn tội chứ. Sau khi rời khỏi chỗ trấn Quốc Vương ra, mộ dung khanh kể hết mọi chuyện cho tô thanh và tiêu thắc nghe tô thanh thử phân tích hiện giờ tiêu đại tướng quân định sắp xếp an thân vương và tiêu hầu ra ngăn cản lạc thân vương ta cho rằng cách này không thể dù gì thì đó là chuyện nội bộ của bắc mạc chúng ta nhúng tay can dự vào cũng không hay lúc đó không phải là hết cách sao tiêu thắc phất tay tuy nói không thỏa đáng nhưng đây là cách duy nhất cắt đứt đường lui của ông ta trước tô thanh gật đầu ừm bất đắc dĩ phải làm thôi nhưng nếu có cách hay hơn chúng ta cũng có thể giảm bớt hao binh tổn tướng. Có điều, thời điểm xảy ra đã khá lâu, chúng ta không thể tra được chuyện này. Tiêu Thác nói, hai người nhìn mộ dung khanh, vương gia nghĩ thế nào? Mộ dung khanh thúc ngựa, mỉm cười xảo trá, thời điểm cách quá xa, chúng ta tra không ra, nhưng ai lại có thể tra ra? Nếu đã tra không ra, vậy thì không tra. Tiêu Thác ngẩn người, nhưng nếu không có chứng cứ, làm sao nói với lạc thân vương? Tô Thanh đã hiểu rõ, có chứng cứ hay không, không quan trọng, chúng ta cũng không phải muốn lạc thân vương trở mặt với sở kính, chỉ cần lạc thân vương ghi thù với sở kính, mối hận bị cướp vợ, nam nhân nào có thể ngồi yên. Tiêu thác bấy giờ mới thông suốt, sừng sốt nhìn mộ dung khanh, vương ra, trong lòng ta luôn thắc mắc một điều. Hỏi đi, mộ dung khanh liếc ông ta, xem miệng chó của ngươi nhà được ngà voi hay không. Vẻ mặt tiêu thác sùng bái, hỏi, vì sao người luôn có thể nghĩ ra những chuyện xấu xa như thế vì sao người luôn gian xảo như thế tô thanh đánh người hơi nhẹ nhỉ mộ dung khanh hừ một tiếng ai mà chẳng ăn ngay nói thật chứ người cố ý tung hỏa mù còn cố ý giả bộ phô trương thanh thế hù dọa người khác chuyện này ai có thể nghĩ được đây ai nghĩ không được chứ người có não đều có thể nghĩ được mộ dung khanh dùng roi ngựa nhẹ gõ nhẹ hắn người đừng nghĩ mấy chuyện có hay không có trong đầu thì có thể nghĩ được thôi cái gì có hay không có, trong đầu ta nghĩ gì ta cũng không biết, Tiêu Thác ngây ngô nói. Nên mới nói người ngốc, Tô Thanh cười lớn, thúc ngựa đi. Mộ Dung Thanh đuổi theo, Tiêu Thác nghĩ một hồi, dầu dĩ nói tại sao cứ ăn hiếp ta. Thực ra, trước mặt người hắn không thân quen, hắn cũng rất nghiêm khắc đấy. Đây là thật, lúc Tiêu Thác suy nghĩ, thực sự rất có phong thái của Tiêu Hầu Gia và Tiêu Kiêu. Tin tức đã có nhưng tìm ai để tung tin cho lạc thân vương là một vấn đề nan giải lúc này an công chúa tự đề cử ta đi người tô thanh lắc đầu không được hiện giờ người có chiến phái rõ ràng lạc thân vương sẽ nghi ngờ mục đích của người an công chúa bình thản nói có ai thích hợp hơn người tận mắt chứng kiến như ta chứ tận mắt chứng kiến ba người sửng sốt người nói thật sao năm đó người thật sự tận mắt nhìn thấy mộ dung khanh không tin lắm Nét mặt An công chúa không cảm xúc, giọng điệu đều đều, năm đó, ta 10 tuổi, bị phạt chép sách ở Phúc Khang cung, cung phi nương nương và hoàng tẩu đang nói chuyện thì hoàng huynh đến, huynh ấy không biết ta ở nội điện, sau đó thuận phi nương nương đến mời cung phi nương nương đi, trong điện chỉ còn hoàng huynh và Lạc Thân Vương phi, mới đâu, hoàng huynh chỉ nói chuyện với Lạc Thân Vương phi, nhưng sau đó, lời lẽ mạo phạm, Lạc Thân Vương phi rất tức giận, mắng hoàng thượng ngay tại chỗ, hoàng thượng thẹn quá hóa giận. Đóng cửa điện, lệnh người đứng canh, sau đó làm nhục lạc thân vương phi, ta ở sau bức bình phong, nhìn thấy toàn bộ quá trình, xong chuyện, huynh ấy cảnh cáo lạc thân. Vương phi, nếu quay về nàng ta dám nói ra chuyện này, vậy thì, tính mạng của phu quân sẽ bị kết liễu bởi chính tay nàng ta, hôm sau, ta nghe ma ma nói lạc thân vương phi bị cung phi nương nương trách phạt nặng nề, không chịu nổi nhục nhã đã treo cổ tự vẫn. Ba người sướng sờ không nói nên lời, sở kính chắc không ngờ muội muội của mình lại nhìn thấy cảnh này nhỉ ông ta xử lý tất cả mọi người ngoài điện, tưởng rằng chuyện này không ai biết, không ngờ, An Công Chúa đã tận mắt chứng kiến. An Công Chúa nhìn nét mặt ba người, đột nhiên bật cười, các người tin thật nhỉ. Người lừa đảo, tiêu thác phẫn nộ, vì sao người lại lừa đảo? An Công Chúa chậm rãi nói, các người được phép làm bậy, vậy không cho phép ta lừa đảo sao? Thật hay giả thì sao? Ai cũng chẳng biết, năm đó người nhìn thấy đều đã chết, ai có thể nói ra chân tướng. Về phần ta, đã gọi là người làm chứng kiến tại chỗ, lời ta nói chính là chân tướng. Tiêu thác không ngờ an công chúa lại gian xảo y như vương gia nhà mình, không khỏi thở dài, người và vương gia nhà chúng tôi đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Nói gì vậy, tô thanh trách. Tiêu thác lắc đầu, các người được phép nói bậy mà không cho phép tôi nói bừa sao. An công chúa liếc nhìn mộ dung khanh, thấy hắn chìm trong suy tư, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của tiêu thác. Nàng ta nói, các người tiếp tục bàn việc đi, ta phải đi nghĩ xem làm sao nói chuyện này cho thật đáng tin đây. Dứt lời, nàng ta rời khỏi. Tiêu thác ngồi trên ghế, dầu dĩ nói, ta còn tưởng nàng ta nói thật. Tô Thanh cười, lắc đầu, người thật đúng là, lời nào thật, lời nào giả cũng nghe không ra. Ai biết nàng ta bịa đặt chứ, nghe y như thật, ngay cả quá trình cũng nói ra cả, đương nhiên ta cho là thật. Tô Thanh cười, nói, nàng ta nói thật, năm đó nàng ta đúng là đã nhìn thấy. Tiêu thác mù mờ, hả? Nhưng nàng ta nói là giả mà. Vậy nên mới nói người không phân biệt được thật hay giả. Tiêu thác nhảy dựng lên, gần đây tôn nghiêm và trí tuệ của hắn luôn bị khiêu khích, ta không nói chuyện với người nữa, vương ra, người cảm thấy điêu an công chúa nói là thật cả sao. Mộ dung khanh ngẩng đầu, bình thản liếc hắn một cái, đương nhiên là thật. Các người dựa vào đâu mà nghe ra là thật, tiêu thác vội hỏi. Nàng ta vừa nghe chúng ta nói chuyện này, đã nói ra hết quá trình, ngay cả địa điểm, nhân vật đều có, dù cho nghĩ ngợi cũng phải mất một lúc đúng chứ. Nhưng, sau đó nàng ta nói là giả. Mộ Dung khanh áp tay xuống, người không cần tranh luận vấn đề thật giả, hiện giờ bốn vương lại đang lo lắng chuyện khác. Chuyện gì vậy, lúc nãy Tô Thanh thấy hắn châm tư, đã biết hắn đang nghĩ gì đó. Muốn cắt đứt thân phận trong quân của Tiêu Châu, bắt nàng ta giao ra binh quyền, giao ra binh phù, trong nhất thời bọn họ không thể làm được, nhưng lỡ như tân châu tự sát trốn tội thì sao chuyện này không thể nào tần châu sao có thể tự sát trốn tội chứ tiêu thác lắc đầu dù nàng ta giết hoàng hậu khang bình đế cũng có thể tạm thời bảo vệ nàng ta không chết nàng ta vẫn còn hy vọng tân châu sẽ không mốc như vậy nếu nói có người khuyên nàng ấy tự sát trốn tội thì sao người này là người mà nàng ta vô cùng tín nhiệm tân gia lão thái thái ánh mắt tô thanh lạnh lẽo việc này không phải không có khả năng tuy hiện giờ tân châu nói sẽ nghe lời ngươi trong lòng vẫn nghĩ ngại nhưng trấn quốc vương gia cũng đã nói nàng ta rất tín nhiệm rất kính trọng thái tổ mẫu hơn nữa cũng vô cùng yêu thương gia tộc hiện giờ nàng ta không phản kháng chính là quyết tâm muốn thay lão thái thái nhận tội nhưng nếu lão thái thái nói với nàng ta chuyện này có người nhìn ra chân tướng thì sao anh minh cả đời của lão thái thái đều bị hủy trong phút chốc tần châu sẽ làm sao tô thanh nghe hắn nói vậy mới biết vì sao khi hắn an công chúa nói đã tận mắt chứng kiến tất cả, lại bỗng nhiên chìm vào suy tư. Thì ra, là đang nghĩ đến việc này. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 44.